khu rừng này ngập tràn xác của người tiên, quân hiệp ước đã rào thép gai khắp mọi nơi để người tiên không thể bay được. Rất nhanh, một đám lính hiệp ước dẫn theo đàn ma sói truy sát những người tiên đang ẩn nấp, bị mất đi ưu thế từ đôi cánh. Rất nhiều người tiên đã bị đám lính hiệp ước bắn chết. Bọn chúng còn thả thêm quái vật ra để tàn sát người tiên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Vernie đã xuất hiện. Cô siết cổ quái vật rồi dùng đôi cánh bay lên làm náo ngạt thở. Tuy nhiên người tiên mà Vernie vừa cứu được lại bị ăn kẹo đồng Hedgehog. Đám lính hiệp ước cũng đã đuổi đến sát đít khiến Vernie chỉ còn nước chạy tuột quần què. Rất nhanh người đẹp đã nhảy xuống vách đá trốn thoát. Nhưng toàn bộ người tiên trong chiến dịch giải cứu lần này của Vernie đã chết. Vernie chỉ còn nước bay và một con tàu đang đợi sẵn để đến Cộng hòa Vungi. Con tàu này chuyên chở người tiên đến Cộng hòa Vungi tị nạn. Và cái giá là họ sẽ bị chủ tàu bán làm người hầu trong 5 năm để trả nợ. Đúng lúc này lính hiệp ước bán đại bác đến tàu. Thuyền trưởng ra lệnh rời đi và nhốt tất cả người tiên xuống khoang để họ khỏi bỏ trốn. Bên dưới khoang tàu có rất nhiều người tiên khác đã được Vernie tìm thấy ngày hôm trước. Tối hôm đó một cơn bão đã ập đến. Vernie ngồi trong khoang thuyền thẫn thờ nhìn tấm hình của một anh lính Cộng hòa Vungi. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng Vernie dường như rất đau lòng. Một lát sau con tàu va phải đá ngầm, nước biển lập tức tràn vào nhấn chìm mọi thứ bên trong. Vernie gào thét kêu thủy thủ đoàn mở cửa nhưng đã quá muộn. Tất cả mọi người đã bị nhấn chìm trong dòng nước cùng bức ảnh của người lính. Đó chính là Philo. 7 năm trước, Philo đã theo lệnh Cộng hòa Vungi rút khỏi cuộc chiến sâu xé vùng đất của tộc tiên. Kẻ thù của họ là quân hiệp ước đã chiến thắng và tàn sát những người tiên chống đối kể từ đó. Còn Philo khi trở về nước trở thành một thanh tra. Hôm nay anh đến khu phố tiên để điều tra về một kẻ giết người hàng loạt có tên Jack. Trên đường đi Philo gặp hai tên cảnh sát đang ăn hiếp một cô gái người dê. Philo liền ra tay dạy cho tên láo toét một bài học khiến hắn tải ra quần. Tiếp đó Philo đến chỗ một người phụ nữ tiên có tên Marie. Cứ mỗi 3 tuần tên Jack sẽ giết chết một người tiên. Nhưng may mắn là Marie vẫn thở được. Marie kể lại cho Philo biết rằng kẻ ra tay với cô có đầu hói cùng râu quai nón. Hắn ta còn mặc đồng phục gì đó và có hình xăm dán ở cổ tay. Cùng lúc này, những đứa trẻ đang chơi đùa ở ngọn hải đăng đã phát hiện con tàu chở người tị nạn trôi giạt vào bờ. May mắn là đạo diễn đã độ Vernie một kiếp. Còn bên trong quốc hội, Hitler là thủ lĩnh phe đối lập đang công kích thủ tướng Asylum vì cho người có giết sinh sống chung với người dân. Người có giết là chỉ những người ngoại lai khác với người bình thường. Thủ tướng Asylum liền phản bác rằng chính phe do Hitler dẫn đầu đã yêu cầu rút quân làm cho vùng đất Tinanset của người có giết rơi vào tay quân hiệp ước. Biết không tranh luận lại nên Hitler nói đều rằng thủ tướng đã ngủ với một ả điếm người tiên nên mới bảo vệ họ như thế. Điều này khiến Asylum rất tức tối, thấy chồng mình lên cơn giận dữ, người vợ Kemper đã hỏi ông lý do tại sao. Thủ tướng chỉ nói rằng Hitler đã buông những lời rèm pha rẻ tiền. Đúng lúc này người còn trời đánh của cả hai là Jonas vừa đi hái hoa ở phố tiên về. Kemper lập tức chạy theo khuyên Jonas không nên đến đó nữa. Đến chiều, Philo đang tìm rác theo miêu tả của nạn nhân thì bắt gặp Tóc Xanh. Tóc Xanh cũng là bạn của Vernie. Cô hỏi Philo đã tìm được hung thủ chưa. Philo nói rằng tên Jack sẽ ra tay giết người vào mỗi 3 tuần, cho nên anh sẽ bắt hắn vào hôm nay. Còn Vernie thì bị cảnh sát tạm giữ ở phòng giam vì con tàu bị đám là của thanh niên tóc quăng. Nên Vernie phải trả tiền cho tóc quăng 50 đồng gulden hoặc làm người giúp việc cho anh ta trong 2 năm. Thế là Vernie phải theo tóc quăng về nhà làm ô xin. Cô em gái của tóc quăng là tóc tém thấy nhà mình có thêm người giúp việc đã rất vui mừng. Một lát sau, Philo đến hội nghị bài trừ dị tộc để tìm đối tượng tình nghi. Nơi đây tập trung rất nhiều phần từ cực đoan xem người Cruzit không phải là người và muốn đuổi họ đi. Khi kết thúc hội nghị thì Philo gặp tên trung sĩ đầu moi. Hắn ta rất giống miêu tả của nạn nhân và thù hằn người Cruzit nên Philo muốn kiểm tra tay hắn. Đương nhiên là trung sĩ đầu moi không cho Philo làm điều đó. Hắn ta còn sỉ nhục Philo đã ngủ với những cô nàng Cruzit nên mới muốn tìm hung thủ bảo vệ họ như vậy. Thấy tên này quá láo toét nên Philo liền tặng cho hắn ta một đấm đỡ mồm. Tên trung sĩ đầu moi vô cùng cay cú và hứa sẽ mách xếp việc này. Sau đó Philo trở về nhà chọn nghỉ ngơi. Tại đây anh được cô chủ nhà nấu ăn cho mỗi ngày, hiện thể Philo còn hốt luôn cô chủ vào bữa tối. Bởi vì chồng cô chủ nhà đã tham gia cuộc chiến năm xưa và không quay trở lại từ đó, khi giao cấu xong, cô chủ nhà hỏi tại sao Philo lại có hai vết sẹo lớn sau lưng. Philo đáp đó là vết thương do cuộc chiến năm xưa. Đến sáng, Vernie bắt đầu công việc người hầu của mình trong toilet. Sau đó tóc tém yêu cầu Vernie đi mua nước hoa cho mình vì có một vị hàng xóm rất dọn đến. Có thể đó là một quý ông đẹp trai nên tóc tém muốn tranh thủ cơ hội này mà kiếm chồng luôn. Sau đó Vernie đi theo chỉ dẫn của tóc tém đến khu phố tiên. Bất ngờ Vernie nhìn thấy cô bạn tóc xanh đang làm công việc bán hoa tại một nhà thổ. Thế là tóc xanh dẫn Vernie lên phòng mình. Cả hai bắt đầu tâm sự những chuyện đã xảy ra trong 7 năm qua. Thấy Vernie để đôi chuột quá phụ sau lưng làm cho tóc xanh rất bất ngờ. Bởi vì những người phụ nữ tiên thường để đôi chuột quá phụ khi chồng họ mất. Đến đây tóc xanh tiết lộ cho Vernie rằng Philo vẫn còn sống. Vernie tỏ ra rất căm giận vì cô bị lừa dối và chịu nỗi đau trong lòng suốt 7 năm qua. Còn Philo thì đang báo cáo những gì mình điều tra được cho ông sếp bụng bự. Anh muốn có thêm người tuần tra tại khu phố tiên tối nay tìm rắc. Nhưng tên rắc này toàn giết người tiên nên sếp bụng bự không hề quan tâm. Ông ta yêu cầu Philo phải chuyển qua điều tra những vụ ảnh hưởng đến người thường.
Thế là Philo đành ngậm ngùi rời đi. Khi ra ngoài thì anh cấp dưới John Quick đã phác họa xong hình của giáp theo miêu tả. Philo muốn John Quick giữ bí mật chuyện này để tiếp tục điều tra. Đúng lúc này anh béo cảnh sát bắt một tân binh hải quân đi qua. John Quick thấy thế liền hỏi anh béo sao lại bắt nhiều lính hải quân vào đây. Anh béo đáp tàu chiến ngoài khơi 3 tuần mới vào bờ một lần nên đám tân binh này đã quẩy hết sảy con vào bầy đêm qua. Bên này thì hàng xóm của Tóc Tém cũng đã dọn đến căn nhà bên cạnh. Hai anh em Tóc Quăng cùng Tóc Tém liền sang nhà làm thân. Khi phát hiện chủ nhà lại là một người dê có tên Agus thì hai anh em chỉ biết hát bài con sông quê. Đêm hôm đó, Jonas đến nhà thổ Tóc Xanh làm việc để mua hoa. Biết Jonas là con của thủ tướng nên Tóc Xanh cũng bay xuống dưới tiếp đón. Thế là Tóc Xanh đã cho Jonas vừa bay vừa làm việc gia tăng sản xuất. Khi xong việc, Jonas ra ngoài hóng mát thì bị hai người lạ đánh úp và bắt đi. Còn Philo cùng John Quick đã đến quán rượu thứ ba mà đám thủy thủ hải quân hay lưu tới. Sau một hồi quan sát, Philo đã tìm thấy một tên thủy thủ giống như mô tả. Anh liền giả vờ đổ rượu lên người hắn ta rồi kiểm tra bàn tay. Biết mình đã bại lộ nên tên thủy thủ lập tức tấn công Philo để bỏ chạy. Philo cũng tức tốc đuổi theo và yêu cầu John Quick chặn đường. Tên đầu hói rất nhanh đã chạy lên mái nhà, nhưng Philo cũng không phải dạng vừa nên đã đuổi sát mông. Chạy một đoạn tên đầu hói đá thanh gỗ mà hắn đã chuẩn bị từ trước để cắt đôi Philo. Không may cho hắn là Philo có võ nhện đã trèo lên mái nhà bám theo. Cứ thế tên đầu hói cùng Philo rồi đuổi qua 36 cái nóc nhà. Cuối cùng tên đầu hói đã hết đường. Philo rút súng ra yêu cầu tên đầu hói không nên chống cự vì bụng sẽ bự. Tuy nhiên tên đầu hói nói rằng hắn ta đã thấy ma vương đến và những người có giết sẽ bị ma vương tàn sát. Còn hắn ta chỉ là một tín đồ của ma vương. Nói dứt câu thì tên đầu hói đã nhảy xuống địa ngục. Đến khuya, Bonnie đã cắt tóc đôi chuột quá phụ của mình. Cô cầm theo con dao bếp và bay đi tìm Philo. Nhờ có sự chỉ dẫn của cô bạn tóc xanh, Bonnie nhanh chóng bay đến nơi. Lúc này Philo đã ngủ say, Bonnie liền bay lên kề sẵn con dao vào cổ người cô yêu. Người đẹp chất vấn Philo tại sao zombie ma lại nói dối rằng anh đã chết. Philo đáp rằng anh đã bảo bà ấy làm vậy. Điều này khiến Bonnie vô cùng thất vọng. Họ đã yêu nhau rất nhiều nhưng Philo không nói lời từ biệt mà giả chết để cô phải đau khổ suốt 7 năm trời. Đến đây Philo cũng rơi nước mắt. Anh nói rằng mình muốn tạm biệt Bonnie lắm nhưng không thể. Nghe vậy Bonnie liền đẩy mạnh con dao vào cổ Philo. Cô nói đáng lẽ mình phải giết Philo ngay từ lần gặp đầu tiên thì đã không phải đau khổ đến vậy. Philo biết cãi nóc nhà là không đúng nên chấp nhận cam chịu số phận. Tuy nhiên Bonnie không thể xuống tay được với người mình từng yêu bao lâu nay mà rời đi. Cùng lúc này ở bờ sông, một người phụ nữ tiên đang đi nhặt những thứ trôi giạt từ con tàu bị đám thì bắt gặp tấm hình của Philo. Bất ngờ là người phụ nữ lại ứa nước mắt khi thấy nó. Nhưng lập tức một tiếng gầm gừ từ bên trong đường cống thoát nước vang lên khiến người phụ nữ vô cùng sợ hãi. Bà tức tốc dùng hai cánh bỏ chạy, rất tức một con quái vật đầu bò đã lao ra tóm gọn được người phụ nữ, sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên. Sáng sớm, Philo thức dậy đi làm thì John Quick đã đợi sẵn và báo cáo có một vụ sát hại người tiên đã xảy ra. Philo nhanh chóng đến hiện trường, nạn nhân bị moi rùa chính là người phụ nữ tiên tối qua. Philo nhận ra có kẻ khác đã làm việc này, vì giác đã chết và hắn chỉ đập đầu nạn nhân chứ không moi ruột. Thế là Philo cùng John Quick liền đến nhà nạn nhân để điều tra thêm. Bà ấy có tên là Eileen và từng là một ca sĩ tiên nổi tiếng. Lúc đến nơi, Philo phát hiện ông chú tóc bạc đang ẩn nấp trong tủ quần áo của Eileen. Sau một hồi hỏi thăm sức khỏe, ông chú khai rằng ông là bạn của Eileen và vừa trở về Boone đi thăm bà thì bị Philo túm cổ. Philo tiếp tục chất vấn ông chú rằng Eileen có kẻ thù nào không. Nói đến đây, ông chú bật bản nhạc thu âm của Eileen lên cho Philo nghe. Đó là một giọng ca tuyệt vời. Eileen từng là ca sĩ danh vọng nhất Boone và được rất nhiều người yêu quý. Nhưng sau đó bà đã chọn cách sống ẩn giật tránh xa trần thế nên chắc hẳn không có kẻ thù nào cả. Đúng lúc này, Philo nhìn thấy hình ảnh một đôi cánh tiên cùng hai bàn tay em bé treo trên tường. Anh hỏi ông chú tóc bạc rằng Eileen có con cái hay gia đình không? Ông chú không trả lời câu hỏi này mà chỉ nói Eileen đã dành cả cuộc đời cho nghệ thuật. Bên này, tóc xanh đã tỉnh dậy và không thấy Jonas đâu cả. Người dây cận vệ của Jonas cũng vào phòng tìm kiếm nhưng chỉ thấy Jonas còn đúng cái nhịp trong phòng. Bởi vì Jonas đang bị nhốt tại một nơi bí ẩn, vợ chồng thủ tướng cũng rất nhanh biết được tin con trai mất tích. Thế là thủ tướng lập tức đến chất vấn anh cận về người dê có tên Quinn. Quinn nói anh ta đã trú mưa ở ngôi nhà cạnh bên nên không biết gì cả. Thủ tướng nghe vậy liền cho anh người dê mất việc. Một lát sau, Philo trở về đồn cảnh sát thì nhận ra không có ai khám nghiệm tử thi cho anh cả. Thế là anh liền đến chỗ ông sếp bụng bự yêu cầu bác sĩ khám nghiệm. Nhưng tên bụng bự này rất kỳ thị người có nick nên đã từ chối yêu cầu của Philo. Thế là Philo phải thuê một bác sĩ người dê để khám nghiệm. Thông qua đặc điểm của tộc tiên, vị bác sĩ tiết lộ Eileen từng mang thai ít nhất một lần, thi thể cũng bị mất đi lá gan, còn những vết rạch trên xương ức của Eileen hầu như không có ai đủ sức để làm. Quay trở lại với Bonnie, cô đang rửa chén bát cho buổi tối thì bị tên chủ nhà tóc quăng đến gạ gẫm. Hắn ta nói mình đã mất tất cả rồi, giờ hắn ta muốn Bonnie cho mình nướng khoai thì sẽ trừ hết khoản nợ 50 golden của cô. Nói dứt câu, tóc quăng đã giở trò đồi bại với Bonnie. Người đẹp lập tức đập chén bát vào đầu tên khốn nạn rồi đá nát trứng cút hắn. Khi Bonnie chạy đi thì tóc tém cùng người hầu xuất hiện.
Tóc quăng liền nói Verney đang ăn cắp tiền thì bị hắn phát hiện, nhưng cô người cường khổ cận nhìn vào hộp tiền đã nhận ra Verney không hề làm điều đó. Còn Verney đã không còn chỗ ở nên đến gia nhập hội quạ đen, họ là những cựu chiến binh người tiên từng sát cánh cùng quân Bungi chống lại phe hiệp ước, tuy nhiên quê nhà của họ đã không còn nên giờ đây hội quạ đen chuyển qua bảo vệ lợi ích của những người tiên ở Bungi. Thủ lĩnh của hội quạ đen là Dahlia yêu cầu Verney phải chứng minh bản thân bằng cách lấy được lá cờ trong đồn cảnh sát thì mới được gia nhập hội. Ở bên này, bà vợ Bergen dẫn một phù thủy có tên Alphay đến để tìm kiếm tung tích Jonas. Nhưng thủ tướng không tin vào những trò mê tín này nên đã đuổi phù thủy về, tuy nhiên Bergen đã ngăn được đó lại. Bà nói chính người phù thủy này đã mai mối thành công cho thủ tướng cùng bà, nên Bergen khuyên chồng hãy thử một lần cũng không sao cả. Thế là thủ tướng đành phải để phù thủy giết con gấu mình nuôi làm vật tế. Bà ta móc nội tạng của con gấu ra xem và nói kẻ bắt cóc Jonas là người quen, đó là kẻ luôn muốn cướp đi chiếc ghế quyền lực từ thủ tướng. Nghe vậy Bergen liền ra kết luận đó chính là thủ lĩnh đảng đối lập Hitler. Sáng hôm sau, Philo đến trụ sở làm việc thì bắt gặp hai anh em tóc quang đang trình báo Verney bỏ trốn. Nghe vậy Philo liền hẹn gặp hai anh em tại nhà, anh sẽ đưa 50 gulden cho tóc quang, đổi lại tóc quang phải hủy hợp đồng phục vụ với Verney. Nghe vậy tóc quang liền đồng ý. Philo tiếp tục chất vấn Verney không bao giờ ăn trộm tại sao lại bỏ đi. Thấy tóc quang xanh mặt, Philo đã biết mọi chuyện và tạm biệt thằng cờ hó. Bên này một người phụ nữ đang đi giày cao gót đến cạnh Jonas, đó chính là Kemper. Bà ta chỉ quan sát Jonas một lúc rồi quay ra gặp phù thủy. Phù thủy tỏ ra không hài lòng lắm vì bà ta đã phục vụ gia đình Bergen nhiều thế hệ nhưng chưa ai yêu cầu bà ta nói dối cả. Nghe vậy Bergen nói rằng đây sẽ là lần duy nhất mà thôi. Còn tại đồn cảnh sát, một pháp sư đến tìm Philo và nói mình muốn làm lễ cho Aileen để bà được siêu thoát. Philo không nghĩ ngợi gì nhiều mà dẫn pháp sư đến chỗ Aileen. Khi làm lễ xong, pháp sư nhận ra kẻ giết Aileen là quái vật và thông báo cho Philo. Cùng lúc này Verney và Tóc Xanh đã vào trong trụ sở cảnh sát. Tóc Xanh giả vờ mình bị cướp và la hét thu hút sự chú ý. Aileen tranh thủ cơ hội này bay lên cất lá cờ đi. Rất nhanh cảnh sát đã phát hiện ra Verney, nhưng họ không dám bắn vì sợ làm sập trần nhà bằng kính. Cứ thế Verney dễ dàng cất được lá cờ và bay lên tầng trên khóa cửa lại. Tuy nhiên lúc chạy đến cửa sổ để tẩu thoát thì Philo đã xuất hiện, anh khuyên Verney không nên dính dáng đến hội quạ đen. Verney đang cai cú Philo nên không để tâm đến những lời này, cô nói mặc kệ bà rồi rời đi. Philo nhìn Verney bay đi mà nhớ lại ký ức 7 năm trước. Anh cùng binh đoàn đã hành quân đến cao nguyên Tinazet thuộc vương quốc tộc Tiên. Tiếp đó binh đoàn của Philo tiến đến pháo đài của người Tiên để đóng quân. Vì họ là lính Bungi cùng phe nên đã được tiếp đón, tuy nhiên hai bên vẫn có điều nguy kỳ lẫn nhau. Và Philo được phân công nhiệm vụ kiểm tra an toàn khu vực xung quanh. Khi đi đến hẻm núi Philo phát hiện có dấu chân dưới tuyết, trên đó có một hang động nên Philo liền tiến vào kiểm tra thử. Đi một lúc theo hang động, Philo phát hiện bên trong có nến. Anh thắp đốt tiến vào thêm thì nhận ra đây là một thư viện khổng lồ của người Tiên. Bất ngờ một cô gái tin từ trên mái lao xuống kể sao vào cổ Philo, đó chính là Verney và cũng là thủ thư của thư viện linh thiêng này. Biết mình vừa xâm phạm nơi linh thiêng của người Tiên nên Philo muốn Verney thả mình đi, anh hứa sẽ không tiết lộ nơi này với cấp trên. Còn nếu anh bị giết thì binh đoàn sẽ đi tìm xác và sớm phát hiện ra nơi này mà thôi. Nghe vậy Verney cũng đành thả Philo đi, cô đe dọa nếu Philo tiết lộ nơi này thì sẽ bị cô cắt họa mi. Cứ thế Verney theo sát đít Philo sau đó vì sợ anh không giữ lời. Ngày hôm sau, anh bạn Davius làm nhiệm vụ trinh sát trở về báo đường dây liên lạc của họ đã bị đứt ở hẻm núi. Thế là binh đoàn của Philo nhờ Verney mang dây điện bay qua hẻm núi 200m để nối vào đầu bên kia. Khi xong việc, Philo tặng cho Verney cuốn sách Vương quốc mặt trăng của mình. Verney cũng rất thích đọc sách nên đã không từ chối. Kể từ đây Verney cùng Philo bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, nhưng họ không biết được rằng ba tên lính hiệp ước đã quan sát tất cả mọi chuyện từ xa. Bọn chúng cởi đồ ra rồi tiêm hóa chất vào cổ. Rất nhanh tiếng la hét của nhóm của Darius vang lên. Philo chạy đến kiểm tra thì thấy rất nhiều xác đồng đội. Bên dưới một con ma sói đang xé xác nạn nhân tiếp theo. Nó tiếp tục lao đến tấn công Philo thì bị anh bắn vỡ mồm. Bất ngờ một con khác lao đến. May mắn Verney đã xuất hiện kịp thời đâm xuyên đầu con quái vật. Darius cũng xuất hiện ngay sau đó. Anh ta nói mình đã giết được một con và chỉ bị dính máu của nó. Nhưng thật ra Darius đang che giấu vết thương ở tay. Bất ngờ lúc này con quái vật lại biến về dạng người thường. Philo đem những việc vừa chứng kiến được về báo ngay cho chỉ huy để ông ta báo cáo lên trên. Quân hiệp ước đã dùng một chất gì đó để biến đổi người sói của họ mà không cần ngày trăng tròn. Sau đó Philo cùng Verney ngày càng tâm sự nhiều hơn. Cuối cùng lửa gần rơm lâu ngày đã cháy. Verney đã trao cho Philo cái ngàn vàng của mình. Cứ thế cả hai yêu nhau thắm thiết mà muốn sinh con chung. Đến vài ngày sau là ngày trăng tròn, Philo nhìn thấy Darius rời khỏi doanh trại đã bám theo sau. Darius nhanh chóng cởi hết quần áo rồi nhìn vào ánh trăng mà biến thành ma sói. Chứng kiến điều này khiến Philo rất sốc. Sáng hôm sau, Darius tỉnh lại với xác một con hươu bên cạnh, Philo cũng đã đợi sẵn và đưa cho anh bạn thân bộ đồng phục. Darius nói rằng mình đã bị lây nhiễm, anh sẽ tự thú khi trở về nhà. Cùng lúc này một đoàn người tiên đã bay đến pháo đài, thủ đô đã bị thất thủ nên họ phải bay đến đây để lánh nạn.
Trong đám đông đó, Bernie đã tìm được tóc xanh, cô nhanh chóng đưa tóc xanh về phòng mình nghỉ ngơi. Khi biết Bernie đang yêu một người Bunky, tóc xanh đã khuyên ngăn Bernie nên dừng lại, bởi vì cô biết cuộc tình giữa người thường và người tiên sẽ không có kết cục đẹp. Thì ra trước đó Bernie cùng tóc xanh đã yêu nhau nhưng giờ đây họ đã chuyển sang làm bạn. Còn Bernie giờ đây đã yêu Philo nên không để tâm đến những lời tóc xanh nói. Tối hôm đó Bernie đã tâm sự chuyện tương lai với Philo, cô cũng nhận ra Philo có hai vết sẹo ở sau lưng. Philo nói rằng anh rất có thể là con lai, vì anh vẫn cảm nhận được mình đã mất kỳ thứ gì đó khi sờ vào vết sẹo. Thế nên Philo quyết xây dựng gia đình cùng Bernie tại đây sau khi chiến tranh kết thúc. Đến sáng, Bernie về nhà thì thấy tóc xanh đang dọn hành lý rời đi. Vì Bernie đã có cấu nên tóc xanh muốn bay đến vùng mát mo hẻo lánh để tìm một nửa mới cho mình. Bernie biết không thể giúp gì thêm cho cô bạn gái cũ nên cầu chúc cho tóc xanh bình an. Không ngờ khi tóc xanh bay đi, cô lại đến gặp Philo đầu tiên. Tóc xanh nói cô đã chứng kiến sức mạnh của quân hiệp ước, Bunny sẽ bại trận và binh đoàn của Philo không thể nào sống sót rời khỏi đây được. Và Bernie đã yêu Philo nên cô ấy sẽ chết cùng anh. Vì vậy tóc xanh muốn Philo phải chấm dứt với Bernie nếu yêu cô ấy. Khi tóc xanh rời đi thì điện tín yêu cầu binh đoàn rút lui gấp cũng được gửi đến. Sáng mai quân hiệp ước sẽ tràn đến đây, nên chỉ huy yêu cầu tất cả chuẩn bị rút lui gấp. Biết thế Philo lập tức đi theo Bernie, cô là thủ thư nên phải đi niêm phong thư viện lại. Đi được một đoạn Philo yêu cầu Bernie phải rời đi cùng người tiên trước đến cảng Moza, còn anh cùng binh đoàn sẽ đến đó sau. Nhưng Bernie không chấp nhận vì cô sợ quân hiệp ước sẽ đuổi kịp Philo, thế nên Bernie yêu cầu Philo đi về hướng đông đến Inota cùng mình. Philo biết Bernie sẽ không đi trước nên anh đã giả vờ đồng ý. Tiếp đó Bernie đưa cho Philo dây đính ước của mình và hẹn gặp nhau ở hẻm núi. Philo nhìn Bernie rời đi mà lòng như chết lặng, bởi vì anh biết đây rất có thể là lần cuối mình gặp Bernie. Đúng lúc này có 3 chiếc khí cầu từ xa bay đến, Philo lập tức chạy đi báo động cho tất cả mọi người. Nhưng tốc độ của 3 chiếc khí cầu quá nhanh đã áp sát pháo đài, với hỏa lực tuyệt đối, chúng nhanh chóng biến pháo đài thành biển lửa. Philo may mắn chỉ bị choáng khi những quả bom rơi xuống. Một lát sau, Bernie niêm phong thư viện xong thì thấy pháo đài đang bị 3 chiếc khí cầu phá hủy. Lúc này Philo đã tỉnh dậy và tìm thấy Sermima. Anh muốn Sermima giúp mình một điều duy nhất. Rất nhanh Sermima đã bay đến chỗ Bernie. Bà nói với Bernie rằng Philo đã chết trong tay mình. Nghe được điều này khiến Bernie phát điên và bay đến pháo đài. May mắn Sermima cùng cô bạn tóc nâu đã ngăn cản Bernie lại. Còn Philo được Darius dẫn hướng rút lui bằng đường tắt nên đã thoát được một mạng. Quay trở về hiện tại thì Philo đang dầm mưa đứng trước nhà thổ tóc xanh đang làm việc. Thấy thế Bernie xuống hỏi Philo muốn làm cái quần què gì ở đây. Philo đáp anh đến đây là để xin lỗi nóc nhà vì đã bắt Sermima nói dối cô, nhưng sở dĩ anh làm như vậy là để Bernie có thể sống sót. Tuy nhiên Bernie vẫn không tha thứ cho Philo mà rời đi. Bởi vì hành động của Philo cũng gián tiếp giết chết trái tim cô. Cùng lúc này tại cô nhi viện, một cậu bé mắc tè và đến xin phép cha Jacob đi vệ sinh. Cha Jacob yêu cầu cậu bé đi nhanh rồi về phòng ngủ ngay. Khi cậu bé rời đi thì tiếng la hét cầu cứu của cha Jacob vang lên. Nhìn qua cửa kính có thể thấy con quái vật lần trước đã sát hại cha Jacob. Rất nhanh Philo đã có mặt tại cô nhi viện. Anh là trẻ mồ côi ở đây từ nhỏ nên rất thân với cha Jacob cùng thầy thông. Khi Philo tiến đến hiện trường thì phát hiện cha Jacob đã bị quái vật phanh thây như Aileen. Anh cùng John quyết ra ngoài điều tra thêm đã phát hiện có dấu móng guốc dưới đất. Philo đi theo dấu guốc dẫn đến đường cống thoát nước. Anh tiến xuống dưới kiểm tra thì thấy một con quái vật đang ngồi gần đó. Con quái vật cũng nhanh chóng phát hiện ra Philo. Thấy con quái vật tiến đến chỗ mình, Philo lập tức nổ súng tấn công. Tuy ăn phải nhiều phát đạn nhưng quái vật vẫn bước tiếp. Nhưng khi Philo nạp đạn viên thứ 6 thì con quái vật đã biến mất. Nó bỏ lại vật duy nhất là lá gan của cha Jacob. Ngày hôm sau, Bernie đã được gia nhập hội quạ đen sau khi mang lá cờ về. Tuy nhiên Dahlia lại công bố một tin không vui. Đó là lô rượu nhập lậu của họ đã bị tịch thu. Điều này chứng tỏ trong nhóm quạ đen có gián điệp. Dahlia muốn tên gián điệp ra tự thú thì sẽ được miễn tội và cho hắn làm gián điệp hai mang. Nhưng sau nhiều phút chờ đợi vẫn không hề có ai lên tiếng cả. Thế là Dahlia tuyên bố sẽ xử tử tên gián điệp nếu tìm ra hắn. Bên này Philo cũng đến gặp người pháp sư hôm trước để hỏi về con quái vật. Pháp sư nói con quái vật mà Philo thấy rất có thể là quỷ vương, nó được hồi sinh từ xác chết của nhiều thứ khác nhau. Pháp sư không rõ về ma thuật đó nên chỉ Philo đến chỗ một phù thủy để điều tra thêm. Cùng lúc này Berkem đang gây áp lực cho thủ tướng phải bắt Sidler sớm để tra hỏi tung tích con trai. Tuy nhiên thủ tướng không đồng ý vì không có chứng cứ để bắt Sidler. Nghe vậy Berkem liền nói khi ép cùng Sidler khai ra chỗ của Jonas thì sẽ có đầy đủ bằng chứng. Thủ tướng thấy đây là một canh bạc nhưng cũng đành đánh liều một phen. Còn Philo trên đường đến chỗ phù thủy đã bắt gặp Bernie. Philo liền đuổi theo khuyên ngăn Bernie không nên gia nhập hội quạ đen. Bernie đang giận Philo nên nói kệ bà rồi rời đi. Nhưng cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ đã bị cánh tay phải của Dahlia nhìn thấy. Một lát sau, Philo đã tìm đến chỗ người phù thủy, đó cũng chính là Alphai. Philo yêu cầu Alphai tạo ra quỷ vương từ xác chết của một con chuột và một con cá chê. Nghe vậy Alphai hỏi Philo đã suy nghĩ kỹ chưa, vì để tạo ra quỷ vương cần nòng nọc của Philo, và quỷ vương đó sẽ bất tử cho đến khi Philo chết.
Thế là Philo đành giao ra nòng nọc của mình, phù thủy hẹn Philo vài ngày nữa quay lại xem kết quả. Đến trưa, tên đàn em của Dahlia gọi Bernie đến trụ sở gặp Dahlia. Dahlia nghi ngờ Bernie là gián điệp vì trò chuyện với Philo, Bernie nói cô là chỉ là bạn cũ của Philo. Thế là Dahlia bắt Bernie phải tìm ra kẻ gián điệp vì nếu không hội quả đen sẽ truy sát cô. Bernie về nhà và kể lại chuyện này cho Tóc Xanh nghe. Sau một hồi suy nghĩ, Tóc Xanh đã tìm ra cách giúp Bernie, cùng lúc này tại dinh thự của Zidler. Cô con gái Sophie đang muốn Zidler cho phép cô đi học đại học, không ngờ là Zidler lại từ chối thẳng thừng. Ông ta muốn Sophie không ra đường để khỏi mất mặt vì dòng máu Ấn Độ của mẹ cô. Vì bị nhốt trong dinh thự từ nhỏ nên Sophie đã phát bực, cô tuyên bố mình không cần phải xin phép Zidler nữa vì cô đã có quyền công dân. Nghe vậy Zidler tiến đến nắm nhẹ lỗ tai của cô con gái để uy hiếp, bất ngờ lại có rất nhiều cận vệ thủ tướng tiến vào trong phòng. Không đợi Zidler uớ gì thì đám cảnh vệ đã áp giải ông ta đến chỗ thủ tướng. Khi thấy mặt Zidler, thủ tướng lập tức tặng ông ta vài đấm và ép hỏi con trai mình đang ở đâu. Zidler giận dữ đáp mình không biết cái quần quầy gì cả. Nghe vậy thủ tướng cho cận vệ áp giải Zidler vào trong để bức cung. Một lát sau, Zidler đã bị đánh đến bất tỉnh. Kemper đến gọi Zidler dậy và đưa cho ông ta một tách trà. Bất ngờ là khi thấy Kemper, Zidler đã rất vui mừng. Ông ta nói mình không hề liên quan gì đến việc Jonas mất tích cả. Đúng lúc này Zidler lại phun máu tươi vì tách trà vừa uống, ông ta lên cơn hấp hối nhưng vẫn không tin được những gì xảy ra trước mắt. Khi Zidler đang xuất, Kemper giả vờ khóc lóc đến báo cho thủ tướng rằng Zidler đã không qua khỏi vì bị thương quá nặng. Tuy nhiên trước khi chết Zidler đã khai giấu Jonas ở nhà tắm Copley, bên này Philo cũng đang thẩm vấn một người trong hội quạ đen có tên Hanlin. Thật ra anh ta là gián điệp và bị Philo giam ở đây để qua mắt Dahlia. Sau một hồi tra hỏi, Philo biết hội quạ đen không liên quan gì đến quỷ vương nên rời đi, anh nói sẽ thả Hanlin ra vào sáng ngày mai để tránh Dahlia nghi ngờ. Khi Philo bước ra khỏi phòng giam thì bắt gặp Tóc Xanh đang đợi sẵn. Tóc Xanh trình bày lại cho Philo nghe toàn bộ sự việc và yêu cầu anh chỉ ra gián điệp. Không thể mạo hiểm tính mạng của Bernie nên Philo chỉ cho Tóc Xanh biết đó chính là Hanlin. Đúng lúc này, John Quist đến báo tin thủ tướng triệu tập cảnh sát đến nhà tắm Copley. Rất nhanh Philo đã dẫn 500 anh em đến nơi, nhưng tại nhà tắm chỉ có mỗi Jacob. Thế là Jacob đã được về nhà trong vòng tay của thủ tướng. Còn thủ tướng thấy con trai về đã mừng hết lớn. Ông liền nói với Jonas phải cảm ơn người mẹ Kemper vì đã gọi thầy bói đến tìm ra kẻ chủ mưu. Bất ngờ người mẹ bơ Kem lại bước đến, nghe tiếng bước chân. Jonas nhớ lại tiếng bước chân bên trong phòng tắm cũng giống như thế. Điều này khiến Jonas tái xanh mặt. Một lát sau, Bernie đã quay về trụ sở báo cáo Hanlin chính là gián điệp. Dahlia bắt Bernie phải tự tay hóa kiếp cho Hanlin. Không còn lựa chọn nào khác nên Bernie hẹn Hanlin ra ban công tâm sự. Khi Hanlin quay đầu lại thì Bernie đã rút dao ra. Cô lập tức lao vào khô máu với tên phản bội. Tuy nhiên hắn ta đã kịp thời cản con dao của Bernie lại. Cứ thế người đẹp cùng tên phản bội giao chiến cực gắt trên không. Nhưng ta không thể thắng chính. Bernie nhanh chóng đâm xuyên cánh làm Hanlin rơi xuống. Cô tiếp tục đuổi theo truy sát kẻ phản bội. Không ngờ khi vừa xuống đất, Hanlin đã đánh lén khiến Bernie ngã quỵ. Hắn ta không hề thương hoa tiếc ngọc mà liên tiếp đập vào lưng Bernie. Sau đó Hanlin đè lên người Bernie nhằm rồi cho đối bại. Đúng lúc này Philo xuất hiện bắn vỡ đầu tên gian ác. Tiếp đó anh phi tan xác Hanlin xuống cống vì cảnh sát sẽ không quan tâm đến người tiên bị bắn chết. Khi xong việc Philo trả lại sợi dây đính ức năm xưa cho Bernie, anh nói đáng lẽ mình không nên nhận nó thì có lẽ Bernie đã không đau khổ. Nhưng giờ đây mọi thứ đã không thay đổi được nữa. Philo chúc Bernie có cuộc sống hạnh phúc rồi rời đi. Bernie cầm lại kỷ vật của mình mà lòng đầy mất mát. Cô trở về trụ sở đưa được cánh của Hanlin cho Dahlia. Vì Hanlin đã chết nên Dahlia thăng chức cho Bernie là người giám sát thay thế. Còn Philo tranh thủ mời cô chủ nhà đi ăn tối. Dường như anh đã quyết tâm có một cuộc sống mới để quên đi Bernie. Sáng hôm sau, Tóc Xanh thức dậy thì thấy Bernie ngồi thẫn thờ trước cửa. Thì ra Bernie đã ngồi đó suốt đêm nghĩ về chuyện tình của cô cùng Philo. Bên này Philo cũng đến chỗ phù thủy để xem kết quả. Không ngờ phù thủy đã ghép xác của con chuột cùng cá trê hôm trước Philo mang đến thành một con quái vật sống. Chứng kiến điều này làm Philo tái xanh mặt. Anh tiếp tục hỏi phù thủy rằng con quái vật hôm trước anh gặp có trí óc chứ không hề giống như này. Phù thủy đáp quỷ vương không hề có trí óc, nó được chủ nhân điều khiển hoàn toàn. Và để tạo được quỷ vương như thế thì kẻ đó còn cao tay hơn chính bản thân bà. Đến đây Philo đưa thêm tiền cho phù thủy để hóa kiếp cho con quái vật trước mắt. Phù thủy liền chặt nó làm ba và nói con quái vật này sẽ bất tử cho đến khi Philo chết, quay trở lại với Jonas. Trước khi kết hôn, mẹ anh ta đã nhận được một lời tiên tri từ các thầy bói trên đỉnh Cát Bơ rằng con trai của thủ tướng sẽ trở thành người vĩ đại hơn cả cha mình. Vì Jonas là con trai của thủ tướng nên Kemper bắt anh ta phải học gấp đôi để hoàn thành khóa học sớm. Điều này khiến Jonas không hề vui xíu nào. Ở diễn biến khác thì người dê cận vệ của Jonas là Paul đang phải nhặt xác để kiếm thức ăn. May mắn Paul phát hiện những người dê đồng loại của mình đang xếp hàng nhận thức ăn gần đó. Khi thấy Paul xuất hiện, một người dê có tên Keba đã vui vẻ đưa thức ăn cho anh ta. Keba còn tặng cho Paul một cuốn sách giống kinh thánh của họ. Một lát sau, Philo đến cô nhi viện để điều tra thêm. Anh tiến đến chiếc giường nước nhỏ của mình.
Cứ thế ký ức cậu bé Philo nhỏ bé nói mình biết bài trước đám bạn ùa về, Darius cũng được nuôi nấng trong cô nhi viện này. Tiếp đó Philo ngồi xuống giường, anh nhớ lại âm thanh mình hay nghe được bên ngoài cửa sổ vào mỗi tối, đó là một giọng hát tuyệt vời cùng tiếng đập cánh. Sau đó Philo đến phòng của cha Jacob, ký ức về cha Jacob dạy mình che giấu dòng máu tiên từ nhỏ lại hiện lên. Đến đây Philo đến hỏi thầy thông về cha Jacob, vì muốn tìm ra hung thủ sát hại cha Jacob nên thầy thông đã tiết lộ cho Philo một bí mật. Đó là mỗi tối khi được nghỉ, cha Jacob sẽ bắt xe ngựa đến nhà thổ ở khu phố tiên. Đến trưa, thầy giáo dẫn Jonas đến quốc hội để xem hai đảng tranh luận. Bất ngờ lần này Sophie lại xuất hiện. Theo luật pháp của Bungie thì Sophie sẽ làm thủ lĩnh đảng đối lập thay thế vị trí Zidler cho đến cuộc bầu cử tiếp theo. Thủ tướng nghĩ Sophie chỉ là người thay thế cho có nên đã bỏ qua cô để bàn luận những chính sách mới. Nhưng Sophie nhanh chóng cắt lời thủ tướng. Cô ta nói mình sẽ tiếp quản sự nghiệp của người cha vĩ đại là bảo vệ Bungie bằng lập luận sắc bén của mình. Sophie nhanh chóng chỉ ra người tiên và người của Zid có khác biệt rất lớn về chủng tộc cùng tôn giáo, một điều mà thủ tướng đã ngó lơ bao lâu nay. Vì vậy, phải có một cơ chế mới quản lý những người có dích nhập cư để đảm bảo cuộc sống cho người dân Bungie. Điều này làm thủ tướng vô cùng nổi giận vì không thể phản bác, còn thằng con trai Jonas thấy thế thì lại muốn đưa Sophie lên giường. Một lát sau, Philo đến nhà thổ duy nhất tại phố tiên là nơi tóc xanh làm việc để điều tra. Khi biết tin cha Jacob đã chết, tú bà đồng ý tiết lộ để Philo có thể tìm được hung thủ. Bà ta dẫn Philo đến căn phòng cha Jacob hay lui tới, tại đây bác sĩ Morgan đã bí lợi sẵn. Thì ra cha Jacob cùng Morgan đến đây để che giấu giới tính thật của họ. Philo hứa sẽ không tiết lộ chuyện Morgan cùng cha Jacob yêu nhau, bác sĩ Morgan cũng không quan tâm đến việc đó nữa mà kể cho Philo biết cha Jacob là bạn thân của Aileen từ lúc chưa gia nhập vào xứ. Nhưng họ đã không gặp nhau hơn 20 năm rồi, đến đây Philo khẳng định hai vụ án có liên quan đến nhau và rời đi. Tối hôm đó, bác sĩ Morgan đi tìm chó trên gác thì bị hắt bay xuống lầu, hung thủ chính là con quái vật, nó nhanh chóng bắt lấy Morgan. Bên này Philo đã quay trở lại nhà của Aileen, anh tìm lại các bản thu âm của Aileen để nghe thử. Trong đó có một bài hát giống y chang giai điệu Philo nghe được lúc nhỏ. Giờ phút này Philo đã biết được sự thật rằng Aileen chính là người đã hát ru anh mỗi tối lúc nhỏ. Philo tiếp tục cầm tấm hình có đôi cánh cùng bàn tay nhỏ trên tường mà mắt rơi lệ. Anh lập tức đến nhà xác để nhìn ngắm Aileen, vì đó là người mẹ anh mong nhớ bấy lâu nay. Tuy nhiên anh phải đến nhà bác sĩ Morgan ngay sau đó. Bác sĩ Morgan đã bị con quái vật phanh thây và lấy đi lá gan. Thấy bác sĩ đã chết, tên trung sĩ đầu moi tỏ vẻ không hề thương tiếc. Hắn ta nói có tin đồn trong thành phố rằng bác sĩ Morgan đã phẫu thuật cắt cánh cho người tiên để trở thành người thường. Nghe vậy Philo cũng thoáng chốc nhớ ra đôi cánh lúc nhỏ của mình. Sáng hôm sau, Bernie được nghỉ nên ở nhà tâm sự cùng tóc xanh. Khi cả hai đang hôn nhau thì cô bạn Lousy đã phá đám với thông báo khách hàng của họ lại chết thêm một người nữa. Lúc này Sophie cũng đang tổ chức tang lễ cho Zidler một cách rất trân trọng. Kemper cũng đến viếng và gửi lời chia buồn đến cô con gái tội nghiệp. Tuy nhiên khi tang lễ kết thúc, Sophie cùng cô hầu gái người dê nói đáng lẽ Zidler nên chết sớm hơn mới đúng rồi cười khanh khách. Jonas đang theo dõi thấy thế cũng rất sốc và vô tình tạo ra tiếng động, thế là Jonas phải xuống dưới giải thích cho Sophie. Tại đây cả hai tìm được điểm chung, họ đều là con duy nhất của gia đình quyền lực và đều cô đơn cùng bị xem thường. Tuy nhiên Sophie khẳng định cha mình không hề bắt cóc Jonas, cô còn ám chỉ người bắt cóc Jonas đôi khi lại là người thân thiết nhất của Jonas. Đến trưa, Philo về nhà nghỉ ngơi thì cô chủ nhà đã đợi sẵn. Thấy cô chủ nhà cũng rất quan tâm đến mình, Philo bắt đầu kể bí mật anh là con của Aileen cho cô chủ nhà nghe. Không ngờ khi biết được sự thật, cô chủ nhà đã quay xe đuổi Philo ra khỏi nhà. Một lát sau, Bernie đang làm việc thì phát hiện một bảo tàng vừa treo biển trưng bày các hiện vật tại Vương quốc Tiên. Cảm thấy có dự cảm không lành, Bernie liền lẻn vào bên trong để tìm hiểu thì sự thật đã hiện ra trước mắt. Thư viện linh thiêng của người Tiên đã bị rời toàn bộ về Bungie. Điều này khiến Bernie rất suy sụp, bởi vì thư viện linh thiêng là toàn bộ những gì còn sót lại của tộc Tiên. Còn Philo thì đến phòng giam thăm anh bạn Darius. Darius khi trở về đã báo cáo mình bị cắn và bị nhốt tại đây từ đó. Khi nghe Philo tâm sự mình là người lai và kể chuyện đó cho cô chủ nhà nghe thì Darius đã chửi sấp mặt Philo. Vốn dĩ Darius khi bị biến đổi đã ngửi thấy mùi người lai của Philo, nhưng Philo lại đi tiết lộ nó cho người khác. Nếu Philo bị mất chức thì Darius không biết số phận của mình sẽ ra sao. Nghe vậy Philo liền trấn an Darius rằng cô chủ nhà sẽ không kể với ai đâu. Cùng lúc này anh chàng người dây phao đã gia nhập hội thánh Đức Chúa Trời. Một đoàn người dê vừa đi vừa đánh vào lưng mình để yêu cầu kẻ phản bội đồng loại theo tôn giáo của họ ra mặt. Thấy thế một người đàn ông Bungie đã đánh ngã người dê, ông ta chỉ cả đám óc chó vì tự đánh vào lưng mình mà lại yêu cầu kẻ phản bội ra mặt. Thằng phản bội nó có bị đánh đâu mà phải ra mặt cơ chứ, vừa nói người đàn ông vừa đánh đập dã man anh chàng người dê. Keba thấy phao nổi nóng đã ngăn anh ta lại. Keba nói đây là sự thật, người bình thường sẽ không bao giờ chấp nhận người dê như họ. Sau đó, John Quick theo lệnh của sếp bụng bự đã tìm đến nhà thổ tiên để hỏi bác sĩ Morgan tối qua đến đây làm gì. Khi biết bác sĩ Morgan đã gặp Philo ở đây tối qua, John Quick liền về trụ sở báo cáo cho sếp bụng bự.
Tên trung sĩ đầu mòi cũng nghe thấy mọi chuyện, hắn ta liền tố Philo có liên quan đến cái chết của bác sĩ Morgan. Đúng lúc này Philo dọn toàn bộ hành lý đến trụ sở, Sơn Quyết thấy thế liền đến hỏi thăm, Philo đáp rằng anh chỉ đang tìm chỗ trọ gần trụ sở hơn mà thôi. Tiện thể Philo hỏi về vị trí ông chú tóc bạc hôm trước gặp ở nhà Eileen rồi rời đi, trung sĩ đầu mòi thấy thế đã bắt Sơn Quyết theo dõi Philo, còn tại nhà phù thủy Alphay, bà đang xem bói thì con quái vật quỷ vương đã xuất hiện. Phù thủy nói mình đã biết nó là ai thì bị con quái vật giết ngay lập tức. Tuy nhiên đó chỉ là viễn cảnh trong tương lai, Alphay đang dùng năng lực thấu thị và thấy trước cái chết của mình. Kemper nghe vậy liền yêu cầu Alphay ở lại đây một thời gian để thay đổi tương lai. Kemper đã theo học hỏi Alphay từ lâu, nên Alphay hỏi Kemper rằng cô vẫn chưa nhận ra tương lai không thể thay đổi hay sao, đặc biệt là cái chết dưới tay quỷ vương. Nghe vậy Kemper rất bất ngờ, bà ta hỏi chi tiết về cái chết của Alphay. Nhưng Alphay nói mình chỉ đến đây để xem tương lai cho Jonas mà thôi. Quay trở lại với Bernie, cô đã bị cảnh sát tóm vì tội đột nhập trái phép vào thư viện. Cho dù Bernie vùng vẫy rất dữ dội nhưng vẫn bị hai tên cảnh sát to khoảng đầu lên xe. Một lát sau, Philo đã tìm đến chỗ ông chú tóc bạc Juni. Philo nói với Juni rằng Eileen có một người con và việc đó rất có thể là lý do bà ấy bị giết. Đến đây Juni tiết lộ cho Philo rằng ở thời đỉnh cao danh vọng, Eileen có quen một người đàn ông khiến bà ấy rất hạnh phúc. Rồi đột nhiên một ngày Eileen hủy lịch biểu diễn dài hạn ở tu viện, bà ấy đã bỏ đi vài tháng, rất có thể là để sinh con. Eileen còn sáng tác một bài hát có liên quan đến vấn đề đó, đó cũng là bài hát mà Philo nghe lúc nhỏ. Philo liền hỏi Eileen có thể đến đâu để sinh con. Ông chú tóc bạc cho Philo biết Eileen rất thân với một nghệ nhân đồng hồ giỏi nhất thời điểm đó ở phố Dâu Sinh. Nghe vậy Philo lập tức rời đi, nhưng anh không biết một việc là John Quyết đang theo dõi mình. Còn tên trung sĩ đầu mòi cũng đã tìm đến gặp cô chủ nhà, hắn ta hỏi cô chủ nhà lý do Philo rời đi. Thế là trung sĩ đầu mòi tức tốc trở về báo tin Philo là con lai cho sếp bụng bự. Vì Eileen là mẹ Philo, nên trung sĩ đầu mòi lập luận Philo đã giết mẹ mình. Cha ra cúp cùng bác sĩ Morgan để che đậy sự thật. Tên sếp bụng bự nghe vậy liền cử người đi bắt Philo. Lúc này Philo đã tìm đến nhà hai anh em tóc quăng. Cùng người dê hầu cận cho Philo biết bố của tóc tém đã để Eileen ở tại phòng tóc tém bây giờ. Bố của tóc tém còn sắp xếp bác sĩ Morgan đến đỡ đẻ cho Eileen. Nhưng khi bác sĩ Morgan đưa con trai đi, Eileen đã khóc rất nhiều ngày. Philo liền hỏi cô hầu người dê rằng bố của đứa trẻ có đến thăm Eileen hay không. Cô hầu người dê đáp rằng không có ai đến cả. Tuy nhiên bà cảm giác được Eileen rất sợ người đó. Cô hầu cũng rất cảm thông cho con của Eileen sinh ra có cánh. Bà luôn tự hỏi cậu bé lớn lên sẽ thế nào. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Cô hầu người dê ra mở cửa thì trung sĩ đầu mòi dẫn người đến bắt Philo với tội danh giết ba mạng người. Philo đi ra cửa và nói với cô hầu người dê rằng mình chính là người mà bà tự hỏi. Còn tên trung sĩ khốn nạn tranh thủ lúc ra ngoài đã đánh Philo trả đũa. Nhưng Philo không phải dạng vừa đã húc hắn ta vỡ đầu, thấy thế John Quyết lập tức đến can ngăn, sau đó Philo được đưa về đồn đối mặt với tên sếp bụng bự. Philo thừa biết bản chất khốn nạn của tên này nên không nói gì và rời đi, thế là trung sĩ đầu mòi nhốt Philo vào phòng người thường và công bố anh là con lai rồi rời đi, vì hắn ta biết đám người thường sẽ không bỏ qua cho Philo. Khi trung sĩ đầu mòi vừa rời đi, Bernie bị giam bên cạnh liền cảnh báo cho Philo có kẻ đánh lén, Philo nhanh chóng phản xạ đánh cho ba tên khốn nạn vỡ mồm. Đám còn lại thấy Philo võ công quá cao đã không dám hổ báo nữa. Rất nhanh tên trung sĩ đầu mòi đã quay lại. Thấy Philo không bị sao cả khiến hắn ta hết sức cay cú. Sau đó Philo được cho sang bên phòng giam bán nhân. Tại đây Philo có cơ hội nhiều hơn để tâm sự cùng Bernie. Đến sáng, Kemper vui mừng trở về nhà thông báo cho Alphay rằng hung thủ đã bị bắt. Tuy nhiên Alphay biết cảnh sát đã bắt nhầm người. Bà rời đi và nói khi thời khắc định mệnh đến bà sẽ biết hung thủ là ai. Một lát sau, ông chú Juni dọn hành lý về vùng ven kiếm sống thì bắt gặp người bạn Hoza ở nhà ga, cả hai rất vui khi gặp lại nhau sau vài chục năm. Juni hỏi Hoza dạo này vẫn còn đi hát hay sao, Hoza đáp nay ông đã trở thành thầy dạy hát của con trai thủ tướng, tình cờ Hoza cũng đang tìm thầy dạy nghệ thuật cho Jonas phụ mình. Juni cũng có bằng giỏi ở trường đại học Obidian nên Hoza muốn Juni đảm nhận vị trí này. Với một mức lương rất cao, Juni nhanh chóng đồng ý. Cùng lúc này, Jonas đang làm thú nhún cho Sophie trên xe ngựa. Khi xong việc, Sophie khuyên Jonas nên tính toán cho tương lai của mình vì đế chế của cha anh sẽ sớm lụi tàn. Jonas không quan tâm đến chính trị nên nói việc đó là không cần thiết. Sophie nói với Jonas rằng anh sẽ phải trả giá nếu không làm điều phải làm. Còn tóc xanh không thấy Bernie về nhà tối hôm qua đã đến đồn cảnh sát hỏi thăm. Anh béo cảnh sát thông báo rằng Bernie đã bị tạm giam vì tội quấy rối trật tự. Anh béo chỉ đường cho tóc xanh đưa cho anh ta 50 đồng gulden thì Bernie sẽ được thả. Bên cạnh cô chủ nhà cũng đã đến đồn cảnh sát tìm gặp Philo. Khi biết Philo bị bắt vì mình, cô chủ nhà đã nói với tên trung sĩ đầu mòi rằng cô đã bịa chuyện nói xấu Philo, vì hôm đó cô cùng Philo đã cãi nhau to. Thế là tên sức bụng bự dẫn theo đám đàn em đến gặp Philo để chất vấn một lần nữa. Philo khẳng định rằng mình không hề giết ba người kia, nhưng đến khi sức bụng bự hỏi Philo có phải là con của Eileen hay không, dù biết mình sẽ bị bất lợi nhưng Philo vẫn không chối bỏ sự thật đó.
Thế là Phaolô tiếp tục bị tên giúp bụng bự cho vào dạng nghi phạm giết người. Đến chiều, Juni đến phòng học của Jonas và yêu cầu anh ta lật sách đến chương 39 mà Hoja đã dạy để học tiếp. Jonas đáp rằng mình không có hứng thú, vì thấy giày của Juni rất cũ nên Jonas biết Juni đang rất cần tiền. Anh ta yêu cầu Juni phải nói dối Hoja rằng anh ta đã học xong, đổi lại Juni sẽ được trả thêm gấp đôi tiền. Còn nếu không, Jonas sẽ nói với Hoja rằng Juni dạy rất tệ. Khi Jonas đắc chí rời đi thì Juni nói loại người như Jonas ông đã gặp rất nhiều. Đó là những kẻ sống dựa vào tài sản của cha mình mà không quan tâm đến tương lai như thế nào. Juni nói Jonas có thể rời đi, nhưng ông không bao giờ nhận tiền để nói dối. Còn nếu Jonas lựa chọn được học, Juni khẳng định sẽ dạy cho Jonas những thứ cần thiết để lo cho tương lai. Nghe vậy, Jonas đã ngoan ngoãn ngồi học bài. Quay trở lại đồn cảnh sát, tên trung sĩ đầu moi đang tìm cách thủ tiêu Phaolô trước khi ra tòa. Hắn nói với mọi người rằng nếu để một cảnh sát ra tòa với tội giết người thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả cảnh sát khác, cho nên mọi người phải cùng nhau tìm cách để Phaolô chết trước khi ra tòa. Chẳng hạn như hối hận mà tự đăng xuất. Bên trong, Phaolô vẫn chưa hay biết chuyện này mà trò chuyện cùng Bernie. Anh cho rằng cha ruột của mình đã giết người bịt đầu mối để bảo vệ danh tiếng. Tuy nhiên Phaolô không hiểu tại sao con quái vật lại không giết anh trong đường cống. Đến đây Phaolô nhận ra có một khả năng nữa, hung thủ không biết anh là con trai của Aileen. Vậy nên hắn mới moi lá gan của nạn nhân để làm gì đó nhằm tìm ra anh. Nếu như vậy thì mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Đúng lúc này John Quick vào trong cảnh báo cho Phaolô biết âm mưu của tên trung sĩ đầu moi. Phaolô cảm ơn John Quick và nói mình sẽ không cho hắn ta giở trò. Đến tối, tóc tém diện một bộ váy đẹp sang nhà người dê Agus chơi. Khoảng thời gian Agus chuyển đến đây, tóc tém đã tiếp xúc với Agus rất nhiều. Cứ thế tóc tém đã yêu Agus từ lúc nào không hay biết. Và đêm nay, tóc tém đã trao cho Agus cái ngàn vàng của mình. Còn tại khu thờ của người dê, Keba nói với Phao rằng Chúa đã đưa anh đến đây vì người có nhiệm vụ cho anh. Phao giờ đây đã trở thành một người sùng đạo nên liền hỏi đó là nhiệm vụ gì. Keba lập tức ra lệnh cho đàn em áp giải người đàn ông lốc sáng đánh đập người dê vào. Anh ta nói Phao phải chứng minh bản thân mình bằng cách trả thù cho đồng loại thì mới được biết nhiệm vụ mà Chúa đã giao. Nghe vậy Phao đã ra tay đập chết người đàn ông bằng một cục đá. Bên này Thủ tướng Asalom vừa trở về dinh thự. Ông được cố vấn tóm tắt những vấn đề vừa phát sinh trong thành phố. Trong đó có tin vui là họ đã bắt được hung thủ giết người hàng loạt, đó lại là một đứa con lai người tiên giết mẹ mình để giữ bí mật. Khi biết nạn nhân có tên Aileen thì Thủ tướng chất vấn người cố vấn sao đến bây giờ ông mới nghe tin này. Một lát sau, Phaolô đang tâm sự những chuyện xảy ra trong 7 năm qua với Bernie thì tên trung sĩ đầu moi xuất hiện. Hắn ta nói có lệnh bắt Phaolô đi, biết tên trung sĩ đang giở trò giết Phaolô nên Bernie đã không cho anh rời đi, nhưng cô chỉ biết rơi nước mắt nhìn đám cảnh sát trùm đầu áp giải Phaolô đi, sau đó anh được xe ngựa đưa ra ngoài ngoại ô. Đến sáng, Phaolô được đưa đến một ngôi nhà bỏ hoang. Bất ngờ khi được cởi bịt mặt ra, Phaolô lại nhìn thấy Thủ tướng Asalom ở trước mặt. Đến đây Phaolô biết chắc chắn Asalom là bố mình, cho nên Phaolô nói Asalom hãy ra tay luôn đi. Asalom đáp rằng ông ta muốn thấy sự ăn năn trong mắt của Phaolô. Nghe vậy Phaolô hỏi ăn năn cái quần què gì, Asalom liền nổi giận tặng Phaolô một tấm. Ông ta chĩa súng lên đầu nói Phaolô xứng đáng với cái chết vì đã giết mẹ ruột của mình. Nghe vậy Phaolô liền đáp mình không hề giết Aileen. Tuy nhiên Thủ tướng đã nổi cơn điên bóp cò. May mắn khẩu súng đã kẹt đạn, Thủ tướng cầm súng lại gần kiểm tra thì xem tí nữa tự bắn về đầu mình. Lúc này Phaolô nói với Thủ tướng rằng anh không biết mẹ mình là ai, lần đầu gặp mặt là khi bà ấy nằm trong vũng máu, vốn dĩ Phaolô nghĩ bố mình đã giết Aileen để bảo vệ danh tiếng. Nhưng hành động của Asalom đã thay đổi tất cả, nghe Phaolô gọi mình là cha khiến Asalom rất bất ngờ. Asalom kể lại rằng ông cùng Aileen đã yêu nhau thắm thiết lúc trẻ, ông hay đưa Aileen đến căn nhà này vào mỗi kỳ nghỉ. Không ngờ cha của ông cũng là ông nội của Phaolô đã phát hiện ra mối quan hệ này. Ông ấy là một người quyền lực cùng tàn bạo và tuyên bố sẽ giết Aileen nếu Asalom không chấm dứt mối quan hệ, vì vậy hai người đã chia tay. Sau đó Aileen muốn hẹn gặp Asalom lần cuối để nói điều gì đó, nhưng Asalom đã không đến nơi và bỏ mặc Aileen tại nơi hai người gặp nhau. Giờ đây Asalom đã biết điều Aileen nói chính là người con trai trước mắt mình. Phaolô cũng trải qua chuyện tình ngang trái với Bernie nên không hề trách cha mình chút nào. Tiếp đó Asalom hỏi thăm về cuộc sống của Phaolô, khi biết Bernie đang bị giam, Thủ tướng nói mình sẽ cho người thả Bernie ngay. Ông khuyên Phaolô cùng Bernie nên rời đi sau đó một thời gian, vì trước mắt mọi người anh đã chết, kể cả hung thủ giết Aileen cũng sẽ nghĩ vậy. Bên này, Phao đã được Keba nói cho nhiệm vụ, thế là Phao liền đi theo người dây cận vệ thủ tướng giết chết anh ta để lấy bộ đồng phục. Sau đó, Jonas trở về nhà thì bị Kemper chất vấn tại sao lại làm chuyện đó với Sophie. Jonas hững hờ đáp đó là chuyện yêu đương bình thường thôi, bất ngờ là Kemper lại cấm cản Jonas yêu Sophie vì bố của Sophie là người gian ác. Nghe vậy Jonas đáp ít ra Hitler đã không ác với mình. Anh nói với Kemper mình đã biết toàn bộ sự thật, Kemper liền giải thích mình làm tất cả chỉ muốn tốt hơn cho Jonas mà thôi. Đến đây Jonas hỏi chuyện yêu đương của anh và Sophie thì có cái quần què gì mà không tốt. Kemper giận dữ đáp Sophie chính là chị gái của Jonas.
Đến trưa, Alphay đang xem bói bằng nội tạng thì phát hiện quỷ vương đã xuất hiện. Alphay liền lấy các lọ thuốc pha lại với nhau tạo ra một dung dịch màu xanh. Bảo uống nó rồi quay lại đối diện với con quái vật. Alphay nhìn vào mắt quái vật và nói mình đã biết nó là ai. Nhưng nó cũng lập tức ra tay giết chết Alphay. Phía bên nhà thổ, Tóc Xanh đang huy động tiền từ mọi người để đi cứu Verni. Bất ngờ Philo đã xuất hiện và nói Tóc Xanh không cần phải lo chuyện đó nữa. Cùng lúc này thủ tướng đã trở về dinh thự. Ông yêu cầu cố vấn gọi cảnh sát trưởng đến gặp mình gấp. Tiếp đó ông vào phòng yêu cầu người dây hầu cận pha trà cho mình, còn ông thì lấy thư ra viết lệnh thả Verni. Khi viết xong thì người dây hầu cận đã đưa trà đến. Thủ tướng nhận ra đây lại là Phao thì bị anh ta đâm nhiều nhát vào bụng, nhưng thủ tướng cũng kịp thời vật ngã Phao xuống đất. Hắn ta lúc này đã hoảng sợ nên lập tức bỏ chạy. Rất nhanh các vệ sĩ đã phát hiện và bắt giữ Phao lại. May mắn là thủ tướng vẫn còn sống. Bên này Jonas đã tìm đến nhà Sophie. Anh ta nói với Sophie rằng cả hai không thể tiếp tục được nữa. Không ngờ Sophie lại nhận ra Kemmer đã nói chuyện ngoại tình với Zickler cho Jonas nghe. Nhận ra Sophie đã biết chuyện này từ trước, Jonas hỏi tại sao cô còn quyết định quen người có chung huyết thống. Sophie liền dẫn Jonas vào phòng làm việc và hỏi Jonas rằng cô thích anh thì tại sao không thể. Đã có rất nhiều hoàng đế trong lịch sử kết hợp với người cùng huyết thống để tạo ra quyền lực lớn hơn, cho nên Jonas cũng có thể dùng cách này. Tiếp đó Sophie viết vào một mẫu giấy lời đề nghị và đưa nó cho Jonas. Đúng lúc này người hầu Jenny của Sophie gõ cửa. Cô ta nói có tin nhắn từ dinh thự thủ tướng yêu cầu Jonas về nhà ngay. Khi Jonas trở về nhà thì nghe tin hung thủ người dê đã bị nhốt vào ngục thẩm vấn. Thế là Jonas liền đi vào phòng thủ tướng. Thấy Jonas xuất hiện thủ tướng đã rất vui. Ông nói rằng mình không bị thương ở nội tạng nên không có gì nguy hiểm. Bất ngờ là Jonas lại nói với thủ tướng anh ta là con trai của Zickler và việc Kemmer đã ngoại tình. Nghe vậy thủ tướng liền đính chính. Cho dù có chuyện gì đi nữa thì Jonas vẫn là con của ông. Và ông luôn tự hào về điều đó. Nhưng Jonas đáp rằng anh ta không còn quan tâm đến việc là con của ai nữa mà rời đi. Đến đây thủ tướng đau khổ và tự hỏi mình đã làm gì sai. Tối hôm đó, Tóc Tém tiếp tục đến nhà Agus để yêu nhau. Không ngờ lần này Tóc Quang đã phát hiện cả hai hôn nhau qua cửa sổ. Thế là Tóc Quang lập tức lấy súng rồi đột nhập vào nhà Agus. Khi thấy em gái mình đang say giấc với Agus thì Tóc Quang ném váy đến yêu cầu Tóc Tém về nhà trước, còn anh ta sẽ nói chuyện đạo lý với Agus. Tóc Quang yêu cầu Agus quay mặt vào tường để được cái chết nhẹ nhàng, biết Tóc Quang sẽ giết người mình yêu. Tóc Tém lập tức đánh mạnh vào tay anh ta, thay thế Agus tặng thêm cho Tóc Quang một khúc vỡ mồm. Tóc Tém biết cảnh sát sẽ bắt Agus vì tội đánh Tóc Quang, cho nên cô yêu cầu Agus phải bỏ trốn cùng mình rồi nhốt Tóc Quang lại. Còn tại nhà thổ, Philo đã nhận ra có điều không ổn vì Verni vẫn chưa được thả. Đúng lúc này mọi người bên trong bắt đầu bàn tán về cái chết của Alphay. Bà ấy là nhà tiên tri của tộc tiên nên mọi người hết sức bàng hoàng. Philo cùng Tóc Xanh lập tức đến hiện trường để điều tra. Khi thấy xác của Alphay, Tóc Xanh cũng không thể tin đây lại là sự thật. Philo cho rằng Alphay cũng đã biết gì đó nên mới bị quỷ vương sát hại. Quay trở lại với thủ tướng, khi Kemmer vào thăm thì thủ tướng yêu cầu bà ta dừng lại. Nhờ Jonas tiết lộ sự thật Kemmer ngoại tình, thủ tướng đã đoán được chính Kemmer là kẻ đứng sau những việc giết người. Ông hỏi Kemmer đã dùng cách nào biết được ông có con riêng ngay cả khi ông không hay biết. Cho đến hôm nay ông gặp được người con trai ấy thì sự thật mới vỡ lẽ. Nghe vậy Kemmer liền tra hỏi con trai của thủ tướng đang ở đâu. Thủ tướng đáp rằng đó chỉ là con lai và sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Jonas. Không ngờ Kemmer lại ra tay giết chồng ngay lập tức. Bà ta bắt đầu moi gan của thủ tướng ra để xem bí mật của ông. Và thế là Bơ Kem đã biết được điểm yếu của Philo chính là Verni đang bị giam. Bên này Alphay bất ngờ mở lời với Philo. Bà nói rằng mình đã chết, còn kẻ đứng sau mọi việc luôn xuất hiện trước mắt bà. Cô ta là một cô bé luôn tò mò với công việc của Alphay. Cho đến lớn cô ta đã trở thành phu nhân của thủ tướng. Vì đang ở ranh giới sự sống cùng cái chết, Alphay cảm nhận được Kemmer đã giết chết thủ tướng. Bà ta cũng biết chuyện của Verni và đã cho người đến bắt cô ấy. Alphay khuyên Philo nên nhanh chóng rời đi để cứu lấy tình yêu của mình. Philo biết quỷ vương ẩn nấp đâu đó bên trong đường cống nên lập tức vào đó để tìm Verni. Còn Jonas vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả mà chậm rãi đọc mẫu giấy Sophie đưa. Thì ra cô ta muốn kết hôn cùng Jonas để hợp nhất hai dòng họ lớn nhất Bungi. Lúc này tiếng chuông báo động mới vang lên, Jonas tiến vào trong thì phát hiện thủ tướng đã chết. Chỉ huy đội bảo an thông báo Kemmer chính là người duy nhất gặp thủ tướng lúc ông còn sống. Họ nghi ngờ Kemmer có liên quan đến việc này. Jonas liền ra lệnh cho cận vệ phải tìm cho ra Kemmer rồi tính tiếp. Tuy nhiên Kemmer đang ở một nơi bí mật cùng Verni. Bà ta yêu cầu Verni phải chỉ chỗ Philo nếu không sẽ bị phanh thay. Lúc này Philo cũng đã phát hiện ra quỷ vương bên dưới đường cống. Nhận thấy quỷ vương vẫn bất động nên anh biết nó hiện tại không có người điều khiển. Thế là Philo sử dụng chiêu thức đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên để lèn ra sau con quái vật. Bên trong Verni không chịu nói ra chỗ Philo đã bị Kemmer vạch một đường ở bụng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Philo vô tình đụng vào thanh sắt khiến quỷ vương tỉnh lại. Như thế Kemmer đã phát hiện ra Philo mà tạm thời bỏ qua cho Verni. Còn Philo đi một đoạn đã phát hiện ra con quái vật đuổi theo. Anh lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy để giữ cái mạng nhỏ. Nhưng con quái vật còn nhanh hơn Philo một bước, chạy đến cổng trận nước.
Phano quyết định đánh úp con quái vật tại đây. Tiếp đó Phano dùng rìu chà rơi đầu quái vật. Điều này khiến Kemmer cảm nhận được sự đau đớn. Bà ta lập tức rời đi để tính sổ với Phano, để lại Vernie với con dao mổ bên cạnh. Rất nhanh Phano đã vào trong căn cứ của Kemmer. Nơi đây có rất nhiều xác của bán nhân đã bị cắt xẻo. Kemmer cũng xuất hiện và nói mọi chuyện nên chấm dứt tại đây. Phano không quan tâm đến chuyện đó mà hỏi Vernie đâu rồi. Khi biết Vernie vẫn còn sống, Phano chậm rãi tiến đến hỏi tội Kemmer. Đến đây Kemmer tiết lộ cho Phano, sở dĩ bà ta biết Phano là con riêng của thủ tướng là do bức thư Eileen đã viết cho bà ta. Phano biết mẹ anh đã làm mọi chuyện để bảo vệ mình, nên bà không có lý do gì để viết thư cho Kemmer cả. Cứ thế, Phano tiến lên hỏi tội Kemmer. Không ngờ vừa bước lên cầu thang, Phano đã bị quỷ vương đánh bay. Anh bàng hoàng nhận ra nó vẫn còn sống mà không cần đầu. Rất nhanh quỷ vương đã ghép đầu về trên cổ, còn Kemmer thì đóng cửa lại không cho Phano chạy. Phano không nghĩ ngợi gì nhiều mà vác rìu đến khô máu với quỷ vương, nhưng nó quá mạnh đã dễ dàng đánh Phano bay đi. Kemmer tiếp tục điều khiển quỷ vương ném Phano đi một lần nữa, sau đó bà ta xách Phano lên tung đòn kết liễu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vernie đã xuất hiện đâm xuyên đầu Kemmer. Vì chủ nhân đã chết nên quỷ vương cũng phải xuống địa ngục. Vernie lập tức bay xuống kiểm tra cho gấu của mình. Sáng hôm sau, Jonas đã triệu tập hội đồng gia chiến dịch truy bắt đồng phạm của tên người dây phao. Sau đó Jonas cho gọi Juni đến, anh ta đưa cho Juni bức thư uy hiếp tìm được từ phòng Kemmer. Trong thư Eileen đã uy hiếp Kemmer một số tiền để không tiết lộ việc thủ tướng có con riêng với báo chí. Khi đọc xong bức thư, Juni khẳng định đây không phải do Eileen viết. Đơn giản đó cũng không phải giọng văn của Eileen, đây cũng chính là điều mà Jonas lo lắng nhất. Jonas nói rằng mình không cần thầy dạy nghệ thuật nữa. Nghe vậy Juni liền rời đi, nhưng Jonas lại quay xe nói mình đang cần một cố vấn cho thủ tướng. Juni là một người chính trực nên Jonas cần ông cố vấn cho những ngày khó khăn sắp tới. Bởi vì tên Phao là thành viên của tổ chức cực đoan người dây rất lớn, và khu phố tiên sẽ bị cấm cửa vì hành động ám sát thủ tướng của đám người dây này. Bên này Vernie cùng Phao đã ra bến tàu, tóc xanh cũng đến đưa tiễn tạm biệt người bạn thân của mình. Sau đó Vernie cùng Phao xuất vé lên tàu thì bị cảnh vệ chặn lại. Thì ra Jonas đã ban bố lệnh không cho người có giết rời khỏi thành phố. Trong khi đó Agus đã đưa tóc tém cùng toàn bộ nhân viên của mình lên tàu cao chạy xa bay. Một lát sau, Jonas đang nghiên cứu bức thư trong phòng Kemmer thì phát hiện ra một sự thật chấn động. Nét chữ trong thư trùng khớp với mẫu giấy Sophie đưa cho Jonas trước đó. Đúng lúc này Sophie cũng xuất hiện, Jonas đưa chứng cứ cho Sophie để cô ta giải thích. Bất ngờ là Sophie lại rất bình thản. Cô ta nói Jonas nhờ có bức thư này mới được lên làm thủ tướng nên phải cảm ơn cô ta. Cho dù biết Sophie là chủ mưu, nhưng Asalom vốn không phải là cha ruột của mình nên Jonas đã bỏ qua. Thật tội nghiệp cho thủ tướng bị vợ cắm sừng. Sau đó, Jonas xuất hiện trước quốc hội và tuyên bố sẽ bảo vệ người dân Bungie bằng cách nhốt tất cả người clip tại phố Thiên. Sophie cũng tuyên bố đảng đối lập của cô cũng ủng hộ Jonas chống lại kẻ thù chung là người Corzit. Và trên thực tế, tất cả người Corzit đã bị bắt đến đó, trong đó có cả cô hầu người dê Asa. Lao gì thấy khu phố của mình bị phong tỏa đã không chịu được nữa mà dọn hành lý rời đi. Cùng lúc này, Vernie đã bị đưa đến khu phố tiên. Cô muốn Phao ở bên ngoài để giúp đỡ những người Corzit bên trong. Bất ngờ Lao gì khi rời đi lại bị cảnh sát bắn hạ. Vernie thấy thế liền chạy đến kiểm tra cô bạn của mình. Phao biết đã có chuyện không lành nên nói mình là người Corzit với đám cảnh vệ để được vào trong. Khi đi vào, anh đã chứng kiến cảnh Vernie cùng tóc xanh đưa tiễn Lao Di và sẽ có thêm nhiều người chết giống Lao Di nữa bởi chính sách đàn áp của Jonas. Một thời gian sau khi Jonas ra lệnh nhốt tất cả người dị tộc tại phố Tiên, tổ chức quạ đen đã bắt đầu phản kháng. Đêm nay Vernie dẫn đầu hội chị em cắt thép gai bay ra ngoài. Mục tiêu của cô là tấn công tàu chở hàng của quân đội để cướp thuốc men cho người dân. Nhưng tên đầu tiên người đẹp đã tấn công hụt. May mắn có đồng đội bên cạnh đã gánh chị đẹp SML. Một tên lính khác đã phát hiện sự việc và nổ súng vào ba chị em. Vernie lập tức sửa sai bằng cách kẹp cho hắn ta sấp mặt. Hai người chị em còn lại cũng lao đến phụ giúp cô dọn dẹp đám lính khác. Cứ thế hội chị em đã thành công lẻn vào bên trong và lấy đi số thuốc mình cần. Cùng lúc này Phao đang có mặt tại sàn đấu của người dê. Anh đã thỏa thuận với ông chủ nơi đây là đầu trâu rằng sẽ đấu một trận miễn phí cho hắn. Đổi lại nếu anh thắng thì đầu trâu sẽ giúp anh giải cứu cho Darius. Tuy nhiên đối thủ của Phao lại là ba đấu sĩ dày dạn kinh nghiệm. Chỉ vừa giao thủ vài chiêu mà Phao đã ăn đòn sấp mặt. Tiếp đó người khổng lồ ném anh không khác gì quả bóng. Nhưng khi người khổng lồ tiếp tục xuất chiêu, Phao đã nhanh tay tóm thanh niên dê chửi mình làm bao cát. Tiếp đó Phao nấp sau ông chủ và hạ gục anh mặt lờ. Em mặt lờ thấy thế liền lao đến kiếm sạo cũng bị Phao hạ nốt. Sau đó anh dùng ván gỗ hấp ngã người khổng lồ. Cuối cùng Phao đưa ra chiêu cuối đập vỡ alo bé bự. Với chiến thắng đầy thuyết phục này, đầu trâu đành phải chấp nhận giao kèo cứu Darius. Một lát sau trời đã sáng, Vernie cùng hội chị em đã thành công mang thuốc về cho người dân. Tại đây có rất nhiều người tiên bị mắc bệnh Dovas do không được bay. Trong đó Oziana là vợ của Ken cũng bị chứng bệnh này. Oziana là bạn tốt của Vernie từ khi cô gia nhập hội quạ đen, cho nên Vernie rất âu sầu khi Oziana lâm bệnh. Mãi đến khi Oziana ngủ thiếp đi thì Vernie mới về nhà. Nhìn thấy thân thể bầm dập của Phao khiến Vernie rất đau buồn. Vì thế Vernie rủ Phao tắm chung để massage cho anh.
Còn tại quảng trường, năm anh em siêu nhân hội mê tín đã bị áp giải lên đoạn đầu đài. Vì Absalom đã chết nên Jonas được kế thừa chức vị thủ tướng cho đến hết nhiệm kỳ. Jonas không thể tiết lộ việc người mẹ Berkem giết Absalom, cho nên anh ta tuyên bố với người dân rằng năm anh em siêu nhân chính là thủ phạm sát hại bố mẹ mình. Nghe được những lời này khiến đám đông vô cùng tức giận và ném cà chua vào năm anh em. Biết không còn đường lui nên Fall đã hét lớn rằng Jonas là kẻ dối trá. Tuy nhiên đây là những lời nói muộn màng vì Jonas đã ra lệnh thả mái chém. Sau đó, trung sĩ đầu moi mang đầu của năm anh em đến treo trước cổng phố tiên để thị uy. Một lát sau, Juni đến phố tiên tìm gặp Philo. Khu phố náo nhiệt giờ đây chỉ còn cảnh hoang tàn với xác chết của rất nhiều người tiên do chứng bệnh Dovah. Rất nhanh Juni đã tìm thấy Philo. Ông nói rằng mình đã không thuyết phục được Jonas đến đây để chứng kiến cảnh tượng nơi này. Biết được Philo có ý định công khai chuyện anh là con trai trưởng của Absalom để giành lại chức thủ tướng, cho nên Juni khuyên Philo hãy công bố nó ở buổi gặp mặt của Bunhi vào tối mai tại tòa nhà quốc hội. Khi đó sứ đoàn của quân hiệp ước sẽ đến bàn bạc việc liên minh giữa hai nước. Điều đó có thể khiến Philo mất mạng nhưng rất nhiều người tiên đang chết dần chết mòn. Cho nên Philo đã chốt kèo để Juni hỗ trợ anh đến tòa nhà quốc hội vào tối mai. Cùng lúc này, Zona đang đi đến nhà Alphai để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Không ngờ khi vừa đến nơi, người đẹp lại nhìn thấy Alphai đã đứng sẵn bên trong đời mình. Cho dù rất sợ hãi nhưng Zona vẫn quyết định tiến vào trong. Không ngờ vừa chạm vào cánh cửa thì trong đầu Zona lại hiện ra một ảo cảnh. Đó là hình ảnh Philo người đầy thương tích bắn một thứ gì đó. Tiếp theo, một con quái vật bò từ mái nhà xuống truy sát bản thân cô. Trong lúc ca trào, Zona lại bị tiếng động của người hàng xóm đánh thức. Và bóng dáng của Alphai bên trong căn nhà cũng đã biến mất. Giờ đây Zona đã sợ tè ra quần nên lập tức chạy về nhà. Nhưng chuyện tâm linh không thể đùa được đâu. Tối hôm đó Zona đi dạo phố thì Alphai lại xuất hiện. Bà ta bắt đầu đọc câu thần chú gì đó khiến một làn khói xanh bay vào cơ thể Zona. Điều này khiến cho Zona nhìn thấy ảo cảnh một thứ gì đó đang tấn công cảnh sát Bungi. Đang hấp dẫn thì tiếng hét của một cô bé đã khiến Zona tỉnh lại. Cô bé tội nghiệp chạy đến gào khóc vì con mèo của mình đã bị Zona moi ruột trong lúc mộng du. Zona nhận ra có điều rất không ổn nên lập tức bỏ chạy. Một lát sau, Philo đang nấu bữa tối cho nóc nhà thì đám cảnh sát ập đến bắt anh đi. Chúng nói Philo là dị tộc rồi áp giải anh đến gặp John Quick. Thì ra John Quick có việc cần giúp đỡ nên mới dùng cách này để gặp Philo. Đó chính là người đàn ông lúc nãy Zona nhìn thấy đã bị sát hại dã man. Thi thể anh ta bị treo trên cao nên John Quick nghi ngờ người tiên đã làm việc này. Đúng lúc này thì trung sĩ đầu moi cùng đội quân nhí nhớ xuất hiện. Hắn ta cay cú việc Philo đẹp trai hơn mình nên ra lệnh cho đàn em áp giải anh trở lại khu phố tiên. Còn ở bên kia bầu trời, Im Morgan đang đi vượt cùng bạn trai Agus thì bị khinh khí cầu của quân hiệp ước chặn lại. Họ bắt đầu thả bom và ép tàu của Agus phải cập cảng. Không còn cách nào khác nên Agus chỉ huy các thuyền viên vào bờ. Không ngờ khi đến nơi thì bến cảng chỉ còn lại đống hoang tàn. Agus nắm tay Im Morgan đi đến chỗ người chỉ huy và chất vấn tại sao lính của anh ta lại cướp tài sản của mình. Người chỉ huy cười đáp đó là việc của bố. Nói dứt câu thì có người đưa thư đến cho anh ta. Thế là người chỉ huy cho đàn em bắt Im Morgan đi. Cô được áp giải đến gặp người phụ nữ tộc Dê có tên Diana. Diana nói quân hiệp ước đã bị bà ta đánh bại và hiện tại nơi đây là một quốc gia tự do, các chủng tộc đều được đối xử bình đẳng. Nghe vậy, Im Morgan đã rất ngạc nhiên vì cô chỉ cho rằng Diana là một người hầu. Tiếp đó Diana hỏi tại sao Im Morgan lại nắm tay đi chung với một người dê. Đến đây Im Morgan cảm thấy nóng trong người. Cô nói Agus là một người tốt và cô yêu anh ta thì làm sao. Diana cảm thấy Agus khá thú vị nên ra lệnh cho hầu gái mời anh ta đến đây. Quay trở lại bến cảng, người chỉ huy đã tìm ra nhật ký hàng hải. Anh ta hỏi ai là chủ tàu Thiên Nga. Agus sau khi nói bố mình là quan lớn để dọa người chỉ huy thì nghĩ anh ta đã sợ, cho nên Agus tuyên bố mình chính là chủ tàu và yêu cầu người chỉ huy xin lỗi. Nghe vậy người chỉ huy tiến đến chỗ Agus và nói tất cả thủy thủ đoàn tàu Thiên Nga đều được tự do. Còn Agus là kẻ phản bội giai cấp khi bắt ép hàng trăm người làm việc cho mình theo hợp đồng lao động, cho nên người chỉ huy cho đàn em áp giải Agus đến pháp trường. Nơi đây có nhiều người là ông chủ tư bản như Agus đều xếp hàng và bị bắn chết. Agus thấy thế đã sợ tè ra quần, tuy nhiên lượt đạn đã dừng lại khi đến chỗ anh người dê. Thì ra cô hầu gái đã đến kịp và yêu cầu người chỉ huy thả Agus theo lệnh của Diana. Quay trở lại Bungi, Philo thú nhận với nóc nhà rằng anh sẽ đến tòa nhà quốc hội tối nay để giành lại chức vị thừa kế. Bernie biết Philo đang đùa với lửa vì sẽ chẳng có bố con thằng nào tin một người lai cả. Khi đó anh sẽ phải ngồi tù hoặc bị xử tử. Cho nên Bernie đã kịch liệt phản đối quyết định của anh cấu. Nhưng tối hôm nay là cơ hội duy nhất của Philo vì sẽ có một nửa đại biểu quốc hội, giới quý tộc ở đó cùng sứ đoàn ngoại giao. Cho nên Philo chém gió rằng anh sẽ không sao cả. Bernie chỉ cần tắm rửa sạch sẽ đợi anh trở về. Nói dứt câu Philo cũng ra đi tìm vài cái sẹo. Cùng lúc này, phái đoàn của quân hiệp ước đã đến tòa nhà quốc hội. Cầm đầu phái đoàn ngoại giao là đại tướng Hurtle. Ông ta nói chính phủ của mình đang thất thế trước sự trỗi dậy của tổ chức cách mạng Tân Bình Minh. Nếu chế độ của ông ta thất bại thì tư tưởng cách mạng của Tân Bình Minh sẽ tiếp tục lan sang Bungi. Vì vậy Hurtle muốn Bungi viện trợ vũ khí cho ông ta để chống lại quân hiệp ước. Khi Hurtle đang thuyết trình thì trung tướng Muzak ra hiệu để gặp riêng Juni. Muzak biết Juni là cố vấn của thủ tướng nên muốn ông nói giúp vài lời. Vì nếu quân hiệp ước thất bại thì tiếp theo chiến sự sẽ lan đến Bungi.
Juni cũng muốn lợi dụng quân hiệp ước nên đồng ý giúp Bồ Tát truyền lời. Một lát sau, Zolas gọi thủ lĩnh đảng đối lập là Sophie vào phòng để hội ý. Sophie đang bị các thành viên trong đảng Lam Le phế chức nên khuyên Zolas hãy chấp nhận lời đề nghị của Hople. Khi đó vị thế của cô và Zolas trong đảng sẽ thêm vững chắc vì sẽ không có ai muốn phế chức thủ lĩnh của họ trong thế chiến. Nhưng Zolas không hề ham muốn cái chức này nên đã từ chối. Đến đây Sophie khuyên Zolas hãy nghĩ cho quốc gia. Nếu quân hiệp ước ra lầy vào cuộc chiến với Tân Bình Minh thì Bungi sẽ dễ dàng chiếm lại được vùng đất tiên. Khi đó Zolas cũng sẽ trở thành lãnh tụ vĩ đại của đất nước. Nghe vậy Zolas đã đồng ý với con sò lông của mình. Bên này Philo đến nhà kho gặp đầu trâu. Ông ta đã thành công giải cứu cho Darius ra khỏi tù như đã hứa. Khi gặp lại Philo, Darius tỏ ra hết sức bất mãn. Darius trách móc tại sao Philo lại bỏ phù hiệu để anh phải khổ như con cờ hó. Mất đi sự chống lưng của Philo, ngày nào Darius cũng đều bị quân đội làm thí nghiệm nhằm nghiên cứu ra huyết thanh biến đổi con người thành người sói trong thời gian ngắn. Philo thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Anh yêu cầu Darius giúp đỡ mình trong tối nay để mở lại phố tiên. Đến chiều, Sophie trở về nhà đến phòng bí mật gặp cô hầu gái Jenny. Vì tất cả người dị tộc đều bị nhốt ở phố tiên nên Jenny phải ẩn nấp tại đây. Sophie thông báo rằng vài ngày nữa Jenny sẽ được tự do trở lại. Vì nếu Zolas liên minh với quân hiệp ước thì sẽ phải mở cửa phố tiên để công nhân đi làm lại. Thì ra việc đóng cửa khu phố tiên là Jenny hiến kế cho Sophie để thâu tóm các doanh nghiệp phá sản. Đến đây Jenny vui mừng hỏi thăm tình hình anh trai mình ở khu phố tiên. Anh trai Jenny chính là người dê đã xúi giục vào ám sát Asalon. Vì vậy Sophie không tiết lộ việc anh trai Jenny bị chém đầu ở quảng trường, mà chỉ nói với Jenny rằng sẽ cho người mang tiền đến cho anh trai cô ta. Rất nhanh sau đó, các chủ doanh nghiệp đã đến nhà Sophie, đồng thời họ cũng là những thành viên cộng cán trong đảng của Sophie. Sở dĩ họ đến đây là vì doanh nghiệp của họ đang trên bờ vực phá sản do chính sách đóng cửa phố tiên của Zolas. Biết được điều này nên Sophie đã cho bọn họ vay một số tiền lớn với mức lãi suất cắt cổ. Sophie trấn an các chủ doanh nghiệp rằng cô đã thuyết phục được Zolas liên minh với quân hiệp ước, khi đó phố tiên sẽ mở cửa để công nhân đi làm lại, và các chủ doanh nghiệp cũng sẽ kiếm được một khoản lớn trong vụ này. Cho nên tất cả chủ doanh nghiệp đều đồng ý với khoản vay cắt cổ của Sophie. Ở diễn biến khác, Zona lại tiếp tục nhìn thấy ảo cảnh, đó là hình ảnh một thứ gì đó đang bám đuôi Dahlia cùng trợ lý. Khi cả hai dừng lại trên tháp nhà thờ thì bị thứ đó lao đến tấn công một cách dã man. Đến đây Zona đã giật mình tỉnh giấc. Lần này cô lại tiếp tục mộng du và moi ruột một con thỏ giống như cách Alfay từng làm. Tối hôm đó, Zona đến nhờ Pháp Sư Mima giúp đỡ để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Khi nghe đến đoạn Zona có mặt lúc Alfay chết và được bà ta truyền năng lượng sang, Mima nói với Zona rằng cô đã được truyền năng lực thấu thị của Alfay. Đó không phải là món quà mà là một lời nguyền. Bên này, Juni đã thành công dẫn Philo vào tòa nhà quốc hội như kế hoạch. Tất cả giới quý tộc và một nửa đại biểu quốc hội cũng có mặt tiếp đón sứ đoàn ngoại giao. Zolas cũng đưa Sophie đến nơi để chủ trì buổi lễ. Thấy mọi thứ đều theo như kế hoạch, Philo đứng trên cao hít một hơi thật sâu để chuẩn bị phát biểu. Ngay lúc anh vừa cất lời thì hội quạ đen đã phá kín xông vào. Cầm đầu nhóm người lần này chính là thủ lĩnh Dahlia. Cô chất vấn đám người Zolas tại sao lại mở tiệc xa hoa đến vậy trong khi người của cô đang chết dần chết mòn. Nói dứt câu kê lấy khăn trùm ra khỏi Oceana. Thấy tình trạng của cô nàng khiến Zolas không dám nhìn tiếp. Đến đây Dahlia hét vào mặt Zolas hãy nhìn thẳng vào những thứ mà anh ta đã làm. Người tiên đang chết dần chết mòn vì chứng bệnh Dobasor không được bay và cũng không có thuốc men hay viện trợ nào cả. Cho nên Dahlia muốn Zolas hãy suy nghĩ về những thứ đã làm. Nói dứt câu Oceana đi đến chỗ Zolas để cho anh ta thấy điều mà mình đã gây ra. Không ngờ khi vừa đến gần Zolas, trung sĩ đầu moi đã rút súng bắn chết cô nàng tội nghiệp. Tiếng súng vang lên khiến mọi người lập tức sơ tán. Hội quạ đen cũng đành rời đi vì vấn đề không thể giải quyết được nữa. Sau đó Philo trở về nhà gặp Verni đã tắm rửa sạch sẽ đợi sẵn. Thấy gấu bình an trở về, Verni chạy đến ôm thật chặt anh. Đến khuya, khi cặp đôi bất ổn đang ngủ say thì tiếng huyên náo bên ngoài vang lên. Chạy ra ngoài kiểm tra thì đám đông đang hết sức bất mãn với cảnh tượng đầu lâu của Dahlia cùng trợ lý bị treo trên cổng. Sáng sớm hôm đó, John Quick cầm đầu cảnh sát đến điều tra. Đầu lâu của Dahlia cùng trợ lý được treo ở đây tầm 3 đến 4 giờ sáng. Tuy nhiên lính gác và người dân xung quanh đều không biết ai đã làm điều này. Philo cho rằng rất có thể hung thủ chính là kẻ đã gây ra vụ giết cảnh sát ngày hôm trước. Sau đó hội quạ đen đã mang những thứ còn sót lại của Dahlia cùng trợ lý về an táng. Còn Philo trên đường trở về đã bắt gặp Juni. Cố vấn thủ tướng nói rằng Zolas đã rất mất mặt đêm qua. Vì vậy ông có thể tác động tâm lý để Zolas mở cửa phố tiên sớm. Chưa kể Juni còn có thêm một kế hoạch dự phòng nữa. Cho nên tạm thời Philo không cần công bố danh tính của mình. Nếu Juni thất bại và bị bắt thì Philo hãy dùng đến nó như lá bài cuối. Cùng lúc này Sophie cùng đội truyền thông đến khu phố tiên để thăm những người bị đau. Mục đích thật sự của cô ta là tranh thủ lúc này chụp hình để tạo tiếng nói trong lòng người dân. Một lát sau, Zona đến gặp Philo và kể cho anh mọi thứ mà cô nhìn thấy. Sau đó Philo đến chỗ ông chủ đầu trâu dẫn Darius về căn nhà bỏ hoang của Alfay để ẩn nấp. Vì bà ấy là phù thủy nên sẽ không có ai dám đến đó. Còn về phần Juni thì đến gặp mặt Muzat. Ông nói rằng việc chấm dứt sự liên minh giữa người và tiên như Tân Bình Minh là việc cần thiết, cho nên ông sẽ đứng ra thúc đẩy việc mua bán vũ khí giữa Bungi và quân hiệp ước. Đến chiều,
Juni trở về tòa nhà quốc hội làm cố vấn cho Jonas thì bắt gặp một chuyện hài. Trong khi bày mưu tính kế để mở lại phố tiên thì Sophie lại trực tiếp đề xuất việc buôn bán vũ khí với Jonas. Vì vậy, cần mở cửa lại phố tiên để có công nhân sản xuất vũ khí cùng các mặt hàng thiết yếu liên quan. Việc làm này vừa nhân đạo lại vừa giúp thủ tướng xoa dịu được tộc tiên đang nổi giận. Nghe vậy Juni đã bật mí với Jonas là nên đồng ý. Jonas lập tức chấp thuận lời đề nghị của Sophie, nhưng chỉ cho phép công nhân ra ngoài làm việc vào ban ngày. Ngay khi mọi người rời đi, Teresan Pitt cảnh báo Jonas rằng Sophie đã đầu cơ trục lợi mua lại các xí nghiệp. Cô ta đã sử dụng thủ đoạn chính trị để thao túng kinh tế Bungie chứ không hề có mục đích nhân đạo nào cả. Tuy nhiên, Jonas đã bị sò lông của Sophie thao túng tâm lý nên không tin lời San Pitt. Anh ta yêu cầu San Pitt mang bằng chứng rõ ràng rồi hẳn nói xấu con sò lông của mình. Quay trở lại với anh nhỏ, chiều nay anh đã dẫn Sona cùng John Quyết đến nhà thờ cuối cùng trong thành phố. Khi bước ra ngoài ban công, Sona nhìn thấy bức tượng giống như trong ảo cảnh của cô. Tuy nhiên nơi đây lại không có xác Damia cùng trợ lý. Nhưng đây đã là cái nhà thờ cuối cùng nên Philo quyết trèo lên nóc nhà để xem thử. Rất nhanh anh đã tìm thấy xác của hai nạn nhân xấu số. Philo hỏi Sona có biết hình dáng của hung thủ hay không. Rất tiếc ảo cảnh Sona trải qua chính là góc nhìn của kẻ sát nhân. Vì vậy Philo muốn Sona dùng nội tạng của Dahlia để tìm thêm manh mối. Không còn cách nào khác nên Sona đành thọc tay vào đống lòng phèo của Dahlia. Một khung cảnh hoảng loạn tại khu phố tiên nhanh chóng hiện ra trong mắt Sona. Thông qua góc nhìn của kẻ sát nhân, Sona thấy trong gương hắn chính là một con quái vật. Khi nó đến trước nhà Alphay, Sona trong ảo cảnh đã xuất hiện và tấn công nó. Đến tối, Sophie nước mắt giàn giụa trở về nhà gặp Kenny. Sau khi chứng kiến cảnh tượng rất nhiều người tên chết vì bệnh Novak, Sophie đã thay đổi ý định thâu tóm các công ty và muốn mở cửa phố tiên ngay lập tức. Nghe vậy, Kenny đã tặng cho cô chủ của mình một bạt tai. Kenny nói đó là sự yếu đuối. Chỉ cần một bước nữa thôi Sophie sẽ trở thành người quyền lực và giàu có nhất Bungie. Jenny không ngừng nhắc lại những tủi nhục mà Sophie đã trải qua để khiến cô dẹp bỏ nhân tính sang một bên. Quay trở lại với Sona, sau những chuyện trải qua cô quyết định đến nhà Alphay một lần nữa để tìm kiếm câu trả lời. Khi đến nơi người đẹp nhìn thấy có đèn trong nhà chứng tỏ có người đang ở đây. Nghĩ đó là Alphay nên Sona cầm một con dao đi tìm bà ta. Nhưng phù thủy đâu không thấy mà chỉ thấy một anh người sói da đen. Khi biết được lý do anh da đen phải ẩn nấp ở đây khiến Sona hết sức thông cảm. Cô mời anh da đen ngồi xuống và chế cho anh ly cà phê để xin lỗi. Còn Philo trở về nhà thì không thấy Vernie đâu cả, cho nên Philo đến hội quạ đen để tìm gấu. Lúc này hội quạ đen đang giận dữ với cái chết của Oziana, Dahlia cùng trợ lý, cho nên Vernie đã kêu gọi hội quạ đen chiến đấu để trả thù cho họ. Khi Philo tiến vào trong đã nghe được những lời Vernie nói, anh lập tức cho Vernie biết rằng kẻ giết Dahlia cùng trợ lý là một con quái vật chứ không phải cảnh sát. Tuy nhiên trung sĩ đầu moi đã giết Oziana là điều không thể chối cãi được, cho nên Vernie tuyên bố sẽ giết trung sĩ đầu moi để trả thù cho Oziana. Nghe vậy Philo đã kịch liệt phản đối. Nếu giết cảnh sát thì bọn họ sẽ thiêu rụi cả phố tiên để trả thù. Nhưng ý của nóc nhà đã quyết là không thể cãi được, cho nên Philo chỉ còn cách cùng Darius đến nhà trung sĩ đầu moi để ngăn điều tệ hại xảy ra. Khi trung sĩ đầu moi vừa về đến nhà thì đã tái xanh mặt trước hai vị khách không mời. Hắn ta vẫn không bỏ được thái độ hung hăng và tiến đến rủ Philo solo một một để chấm dứt ân oán. Còn gia đình hắn thì không được phép động vào. Philo không chấp thanh niên trẻ trâu này mà chậm rãi kể cho hắn biết hội quạ đen đang đến đây. Họ nghĩ cảnh sát có liên quan đến cái chết của Dahlia nên sẽ giết từng cảnh sát một để trả thù. Người đầu tiên hội quạ đen khai đao chính là tên khốn nạn đầu moi vì đã bắn chết Oziana. Không trao đổi được nhiều thì Darius đã nghe được mùi người tiên. Philo đành phải ra trước nhà để đánh lạc hướng hội quạ đen cho trung sĩ đầu moi bỏ chạy. Nhưng Bernie đã đi gút cho bụng Philo nên đã mai phục trung sĩ đầu moi trên đường bỏ trốn. Khi Philo đuổi đến nơi thì thấy nóc nhà đang đại chiến với Darius. Đúng lúc này chị đẹp Temo xuất hiện bắn phi tiêu mù Darius. Tuy nhiên mũi phi tiêu đã khiến Darius kích hoạt nội tại hóa sói. Thế là Temo phải lao đến ngăn cản người sói lại. Còn Kane thì lao đến chém vỡ mồm trung sĩ đầu moi. Lúc này xe ngựa của trung sĩ đầu moi cũng chạy đến gầm cầu khiến Bernie mất tầm nhìn. Tranh thủ cơ hội này, Philo đã đưa trung sĩ đầu moi chạy theo đường cống đến đồn cảnh sát. Còn ở phố tiên, Sona đang đến chỗ pháp sư Mima để xin cách hóa giải lời nguyền thấu thị. Mima cho biết chỉ có một cách duy nhất để hóa giải lời nguyền. Tuy nhiên nó vô cùng đau đớn. Sona không muốn trải qua chuyện tâm linh này thêm lần nào nữa nên muốn Mima giúp mình. Nói dứt câu Mima đưa cho Sona một cuốn sách ma thuật có ghi cách hóa giải lời nguyền thấu thị. Sona vui vẻ trở về nhà lật xem cách hóa giải thì đã sững người. Bởi vì để hóa giải lời nguyền cần thêm nhiều loại thảo dược vô cùng quý hiếm. Đúng lúc này thì Darius hóa sói trở về làm Sona hú hồn chim én. Thấy Sona rất hoảng sợ nên Darius đã chạy vào lồng sắt. Một lát sau, Sona đã nhớ lại Darius chính là người sói, cho nên cô đã lấy lại bình tĩnh và tiến đến hỏi thăm anh. Lúc này Darius đã biến lại thành người nên nhờ Sona đi lấy cho mình một cái quần què. Còn Philo thì trở về phố tiên làm vài ly rượu dài sầu. Bernie lo lắng hội quạ đen sẽ trả thù lên đầu Philo nên đã đến khuyên anh rời đi. Tuy nhiên Philo không hề lo lắng vấn đề này mà yêu cầu Bernie rời đi ngay lập tức. Bởi vì cảnh sát đã biết chuyện Bernie truy sát trung sĩ đầu moi. Đúng lúc này thì tiếng hỗn loạn vang lên. Cảnh sát đã kéo quân đến đập phá phố tiên để bắt Bernie. Nhìn thấy cảnh sát đánh đập nhiều người vô tội để truy bắt mình,
Verney đã đứng ra đầu thú. Sáng hôm sau, phiên tòa xét xử Verney đã diễn ra. Ở đây đám thẩm phán cùng cảnh sát đều cho rằng mình là giống loài thượng đẳng, cho nên họ đã tuyên án tử hình cho Verney vì tội truy sát trung sĩ đầu voi. Suna khi nghe tin Verney bị xử tử vào sáng mai đã từ bỏ ý nghĩ hóa giải lời nguyền. Ngược lại, cô muốn dùng năng lực thấu thị của mình để tìm cách giúp người yêu cũ. Suna cắt tiết một con gà rồi bỏ tóc của Verney vào đó để làm phép. Khi người đẹp chạm tay vào dung dịch vừa làm phép thì một ảo cảnh đã hiện lên. Đó là khung cảnh buổi tối, Verney bị lính canh trói chặt trên máy chém để hành hình. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến Suna hết sức đau lòng. Quay trở lại với Verney, trên đường áp giải về trại giam, người đẹp đã nhận được thư rằng sáng mai Philo sẽ giải cứu cô trong ngục. Còn tại tòa nhà quốc hội, Santip đã thu thập được bằng chứng Sophie thâu tóm các công ty phá sản để trục lợi. Khi kinh tế ổn định trở lại thì chẳng mấy chốc Sophie sẽ thành người giàu nhất cả nước. Chưa kể hiện tại Sophie đã cam kết sẽ tài trợ cho những người ứng cử vào quốc hội cạnh tranh ghế với đảng của Jonas, cho nên thỏa thuận trước đó của hai đảng đều là dối trá. Và Sophie đã mang ý định phản bội từ trước. Đến đây Santip cũng tố cáo luôn Juni cũng chính là một kẻ phản bội khác. Lúc này Juni cũng đang dùng quyền hạn của mình để giao dịch một lô vũ khí đầu tiên với quân hiệp ước. Muzak bằng cách nào đó đã biết được động cơ của Juni là mở cửa lại khu phố tiên nên đã nhắc khéo ông. Juni khá ngạc nhiên khi Muzak đã đoán đúng động cơ của mình. Nhưng vì đây là điều đôi bên cùng có lợi nên Juni khuyên Muzak nên giữ mồm giữ miệng. Bên này Sophie cùng Jenny đang đứng trước khu phố tiên xem cảnh các công nhân đi làm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Jenny tỏ ra rất vui và chúc mừng Sophie là người giàu nhất Bungie. Chưa kể Sophie cũng sẽ sớm trở thành thủ tướng tiếp theo. Đến trưa, Jonas mời Sophie đến dùng bữa. Tại đây Jonas đưa cho Sophie mẫu giấy đề nghị kết hôn của cô trước đó. Jonas nói rằng thời gian qua anh đã nhận ra rằng mình yêu Sophie rất nhiều. Vì vậy đây là thời điểm tốt nhất để cả hai về một nhà. Nói dứt câu Jonas quỳ xuống cầu hôn Sophie. Thấy thế Sophie tỏ ra rất cảm động. Nhưng cô đã từ chối khéo với lý do Bungie hiện tại đang bất ổn định. Cho nên Sophie muốn đất nước ổn định trở lại rồi mới kết hôn với Jonas. Biết được tâm tư của Sophie nên Jonas đã không cưỡng cầu. Sau đó Sophie trở về đảng của mình thì một nhóm bác sĩ đã xuất hiện. Họ nói đứa trẻ mà Sophie bế ở phố tiên đã lây nhiễm bệnh đô bát qua người dê, cho nên Sophie cần đến bệnh viện ngay để kiểm tra sức khỏe. Nghe vậy Sophie đã đồng ý đi theo nhóm bác sĩ. Tuy nhiên đi được một đoạn Sophie phát hiện mình đã bị trở vào hàng vắng. Đến đây Sophie chất vấn đám bác sĩ đưa mình đi đâu. Giây phút này nhóm bác sĩ đã không giấu giếm nữa mà tiết lộ Sophie đã bị bắt theo lệnh của thủ tướng. Quay trở lại với anh họ, khi đang bàn bạc cách giải cứu Verney vào sáng mai thì Sona cùng Darius đã tìm đến. Sophie nói rằng cô đã nhìn thấy ảo cảnh Verney bị xử tử vào buổi tối, cho nên rất có thể đêm nay đám cảnh sát sẽ hành quyết Sophie. Vì vậy Philo phải thay đổi kế hoạch để cứu Verney vào tối nay. Một lát sau, Sophie đã được chuyển đến nhà tù ngục tối. Nơi đây là một pháo đài kiên cố nằm độc lập sát biển. Rất nhanh Sophie bị tống giam vào căn phòng đối diện với Verney. Khi biết Sophie bị bắt vào đây vì có ý định làm lè chức thủ tướng, Verney cũng khá thông cảm cho cô vì cũng là phụ nữ. Đến đây Verney đã ngộ ra câu nói của thầy Huấn rằng ở đời không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu bờ. Thế còn thầy Huấn không làm mà vẫn ăn thì thầy Huấn cho ăn gì nhỉ? Đến tối, Jonas cho gọi Juni đến để chất vấn. Hắn ta nghĩ Juni thỏa thuận bán vũ khí cho quân hiệp ước nhằm lấy tiền để thao túng chính trị chống lại mình giống Sophie. Cho nên Jonas đã gán cho Juni tội phản quốc và bắt giữ ông. Cùng lúc này, Philo cùng Ken đã đánh úp hai cảnh sát tuần tra. Sau đó Philo ngụy trang thành cảnh sát để áp giải Ken vào nhà tù ngục tối. Khi vào được bên trong, Ken sẽ bay đi để đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát, còn Philo sẽ chấp thời cơ đó giải cứu Verney. Kế hoạch là thế nhưng Jonas đã đến nhà tù trước Philo một bước. Hắn ta đưa cho Sophie bản khai thú tội phản quốc và muốn cô ta ký vào đó. Nếu Sophie ký nhận tội thì Jonas sẽ khoan hồng mà tha mạng cho cô. Nhưng ký vào đó thì Sophie không những bị oan mà còn mất đi toàn bộ tài sản cùng chiếc ghế quốc hội. Cho nên Sophie đã xé tờ giấy khốn nạn của Jonas đi. Biết không thể thuyết phục Sophie nhận tội, Jonas ra lệnh cho đàn em bắt cô ta đi xử tử. Verney thấy cảnh bất công này đã chửi Jonas là thằng chó. Vì bị sỉ nhục nên Jonas ra lệnh bắt luôn Verney đi chém đầu. Máy chém bên ngoài đã được chuẩn bị sẵn. Ba người Sophie, Juni và Verney nhanh chóng được áp giải đến pháp trường. Đúng lúc này anh nhọ đã lái xe ngựa đến nơi. Tuy nhiên người tính không bằng đạo diễn tính. Người quản ngục chia buồn với anh nhọ rằng Jonas đã ra lệnh phong tỏa nhà tù để xử tử. Nghe vậy anh nhọ nhanh trí trả lời rằng người tên này cũng là đối tượng thủ tướng muốn xử tử trong tối nay, nên anh mới cấp tốc trở từ tù đến đây. Với khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình, người quản ngục yêu cầu Philo đợi để hỏi ý kiến thủ tướng. Còn bên trong pháp trường, Sophie đã bị cột vào mái chém. Trong giây phút sinh tử, Sophie vẫn kiên cường thách thức Jonas hãy nhìn thẳng vào mắt cô. Jonas không được gì ngoài cái nhát gan nên ra lệnh cho đàn em chém đầu Sophie lại lẹ. Ngay lập tức cảnh sát khởi động máy chém tiễn Sophie lên bàn thờ. Cho dù đã chết nhưng Sophie vẫn nhìn chằm chằm vào a cầu Jonas. Giờ đây trong mắt Jonas đã hiện ra chút máu lạnh và tiếp tục ra lệnh chém Verney. Rất nhanh Verney đã bị đám đàn em cố định lên đoạn đầu đài. Cảnh tượng này giống y hệt trong ảo cảnh của Jonas. Tuy nhiên khi tên đao phủ ra tay thì hắn ta đã bị chém xuyên bụng. Mọi người bên trong pháp trường đều bắt đầu hoảng loạn, không biết thủ phạm là ai thì một tên cảnh sát nữa đã xuống địa ngục. Tiếp đó là hai tên khốn nạn khác,
Thủ phạm gây ra việc này chính là con quái vật mà Sona đã thấy trong ảo cảnh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã hạ gục hết đám cảnh sát bên trong pháp trường. Tiếp đó, con quái vật chậm rãi tiến đến hỏi thăm sức khỏe cầu ca Jonas. Nó mở cái bụng đầy răng nanh ra và ôm chặt Jonas vào lòng. Vừa ôm, con quái vật vừa dùng răng nanh ăn thịt Jonas đến chết. Juni nhìn thấy cảnh tượng máu me này đã sợ đến xanh mặt và chỉ biết núp trong góc. Còn Jonas vừa từ hình gấu thì đã phải đền tội ngay lập tức. Khi giải quyết xong Jonas, con quái vật tiếp tục tiến đến chỗ Fanny. Philo cũng chớp thời cơ tiếng súng vang lên đánh gục bảo vệ để vào trong. Rất nhanh anh đã chạy đến pháp trường nhưng không thấy Vernie đâu cả. Philo vội vàng đến hỏi Juni tung tích của Vernie. Ông chú cố vấn sợ hãi đáp rằng con quái vật đã cứu Vernie đi. Philo chạy đến cửa sổ quan sát thì thấy con quái vật đã bay đi xa. Tuy Vernie đã thoát nhưng Philo cùng Ken lại bị cảnh sát bao vây. Quay trở lại với Agus và Imogen, cả hai đã gia nhập đảng làm đồng chia đều của Tân Bình Minh để giữ mạng. Vì sống dưới chế độ tư bản quá lâu nên mặt trời chân lý không thể chói qua tim bọn họ. Cho dù vậy, Imogen cùng Agus cũng phải làm việc trong xưởng vũ khí để có cái cho vào bụng. Hôm nay trong lúc làm việc, Agus đã lên kế hoạch bỏ trốn cùng các công nhân khác. Không ngờ vừa bàn kế hoạch xong thì người chỉ huy hôm trước đã đến gọi anh ta đi. Sau đó Agus được dẫn đến lò đốt gặp thủ lĩnh Diana. Bà ta đưa cho Agus một khẩu Anaconda có một viên đạn và áp giải một người bị bịt mặt đính. Đó chính là Ezio, anh trai của Imogen. Anh ta đến đây với một khẩu súng lục và đi hỏi rất nhiều người về Agus cùng Imogen. Không cần Diana nói thì Agus cũng biết là Ezio đến đây để giết mình và bắt Imogen về. Tuy nhiên Ezio quá khôn nên đã bị người của Diana bắt vì đi rêu rao mình là quý tộc. Cho nên Diana cũng không muốn cải tạo cho thanh niên IQM 200 này mà muốn Agus tự quyết định. Agus rất muốn giết Ezio nhưng hắn ta là anh trai của gấu. Cho nên Agus đã dẫn Ezio đến gặp Imogen. Khi biết Ezio qua đây để giết Agus và bắt cóc mình về thì Imogen đã cạn lời. Trở lại Bungie, Philo đã bị bắt giữ và ăn no đòn vì tội xâm nhập nhà tù. Trong cơn mê man, Philo nhớ lại chuyện 7 năm trước tại vùng đất tiên. Khi đó anh cùng Darius đang rút quân thì bị quân hiệp ước tập kích. Darius đã dính đạn ở chân nên Philo đành bọc hậu để Darius có cơ hội bỏ chạy. Nhưng vừa bắn được 2 phát thì Philo cũng hết đạn. Thế là anh phải chạy xuống suối để ẩn nấp. Không ngờ trong lúc Philo vừa ẩn nấp xong thì một con quái vật đã tấn công đám lính hiệp ước. Nhìn thấy con quái vật tàn bạo này, Philo nghĩ ngay trong đầu là phải chạy, nếu không bị nó tấn công thì vỡ mồm. Tuy nhiên vừa bò được một đoạn thì xác của một tên lính hiệp ước đã ngã trước mặt Philo. Bên trong thi thể của tên lính dính đầy răng nanh của quái vật. Philo bắt đầu cất một cái răng trong người thì con quái vật đã xuất hiện sau lưng anh. May mắn con quái vật chính là bà lão trong chuyện tấm cám nên nó chỉ ngửi chứ không hề ăn thịt Philo. Sau đó con quái vật đã biến lại là bà lão khiến Philo hết sức bất ngờ. Thì ra bà lão đã ngửi được mùi tiên trên người Philo nên đã tha cho anh một mạng. Bà ta khuyên Philo nên chạy theo hướng Tây thì sẽ thoát khỏi quân hiệp ước. Khi trở về doanh trại, Philo đã báo cáo chuyện này và đưa chiếc răng nanh cho thiếu tá xem. Nhìn vào răng nanh, ông ta nhận ra con quái vật chính là nanh quỷ. Giống loài này đã biến mất từ lâu và rất ghét con người. Cho nên ông ta chỉ nghĩ đơn giản Philo thoát chết là nhờ trời độ. Đúng lúc này có điện báo rằng quân hiệp ước đã áp sát thung lũng. Vì vậy thiếu tá ra lệnh cho Philo dùng đạn cháy phốt pho đốt thung lũng để cản đường cho trung đoàn rút quân. Tuy nhiên thung lũng đó rất có thể là nơi nanh quỷ sinh sống nên Philo đã kháng lại lệnh này. Giờ phút này thiếu tá cũng đã mệt mỏi vì chiến sự nên không muốn xử Philo theo quân pháp. Vì vậy ông ta đã cho Philo tự ý lựa chọn giữa mạng sống toàn bộ trung đoàn và nanh quỷ. Đứng trước mạng sống của hàng trăm đồng đội, Philo đành phải làm theo lệnh của thiếu tá. Nhưng khi bắn đạn cháy vào thung lũng, Philo đã vô cùng hối hận vì nơi đó có rất nhiều nanh quỷ. Trở về hiện tại, Philo đã được John Quick cùng trung sĩ đầu moi đến giải cứu bằng cách cướp quyền điều tra của hai tên quản ngục. Còn Vernie sau khi được giải cứu đã được Sona dùng phép thuật chỉ dẫn trong đầu rằng hãy đến chỗ cô ấy ẩn nấp. Thế là Vernie lập tức bay đến chỗ Sona. Giây phút Vernie ở trên máy chém và cho đến khi được giải cứu, cô đã cảm nhận được Sona đang ở trong đầu mình. Cho nên Vernie bắt đầu tâm sự chuyện xưa với người yêu cũ. Vì đâu mà họ thành ra thế này? Nghe vậy Sona hơi bất ngờ và hỏi Philo đâu. Đến đây Vernie mới biết anh nhọ đã đi cứu mình. Ôi tội nghiệp anh nhọ. Trong khi đang ăn no đòn ở nhà tù thì gấu ở nhà lại cặp kè với người yêu cũ. Vernie lúc này chỉ đơn giản nghĩ rằng cô đã thoát được nên Philo sẽ về nhà mà thôi. Sau đó Vernie rủ Sona đi trốn cùng mình. Chỉ có phụ nữ mới mang lại được hạnh phúc cho nhau. Nhưng Sona đã từ chối vì nghĩ Vernie chỉ đang giận Philo mà thôi. Sáng hôm sau, cái chết của Jonas đã làm thay đổi cán cân quyền lực ở Bungie. Tất cả đại biểu quốc hội đều lên án hành vi xử tử Sophie để loại bỏ đối thủ cạnh tranh của Jonas. Hình tượng của Jonas giờ đây đã trở thành một kẻ ác ma. Cho nên Juni đã được thả tự do vì không có bằng chứng kết tội ông. Còn Santis cùng ông chú da đen thấy được khả năng ảnh hưởng chính trị của Juni nên đều mời ông gia nhập đảng của họ. Nhưng Juni đã chán đám lươn lẹo này đến tận óc nên quyết định về quê ăn Vinh Chi Linh. Khi Juni vừa đi được một đoạn thì Mujad đã đuổi theo ông. Mujad nói không muốn mất đi một đồng minh đáng tin cậy nên khuyên Juni hãy tiếp tục sự nghiệp chính trị. Chưa kể cái chết của thủ tướng sẽ làm cho những kẻ căm thù người dị tộc mượn cớ này sang bằng khu phố tiên. Nói dứt câu Mujad cũng rời đi để lại Juni ngồi suy nghĩ. Đến chiều, Philo được John Quick cùng trung sĩ đầu moi thả ra. Đổi lại anh sẽ phải giúp cảnh sát bắt kẻ đã giết thủ tướng.
trung sĩ đầu ngôi sau khi được Philo cứu mạng đã cải tà quy chính. Lúc này Vernie cùng người yêu cũ đang dạo phố thì nghe được tin quân hiệp ước đã rút khỏi vùng đất tiên để chiến đấu với tân bình minh, cho nên tất cả người tiên đều đang rất háo hức. Một lát sau, Philo trở về nhà thì bắt gặp Vernie. Cô cầm cuốn sách Philo đã tặng trên tay và nói sẽ quay về vùng đất tiên cùng Sona, bởi vì Sona sẽ bị nanh quỷ tìm đến trong tương lai nên Vernie muốn đi theo để bảo vệ. Nghe vậy anh nhọ biết nóc nhà của mình đã không trở lại, vì vậy anh nhọ cầu chúc cho Vernie hạnh phúc và sẵn sàng giúp cô bất cứ khi nào. Đôi khi chê chân là đau lòng đến thế, dù muốn nói rất nhiều nhưng không thể cất nên lời. Sáng hôm sau, John Quick cùng trung sĩ đầu moi đến tìm thanh niên FA, vì lúc nanh quỷ xuất hiện, Vernie cũng có ở đó nên họ muốn khai thác thông tin của Vernie từ Philo. Philo đáp rằng Vernie không thấy cảnh nanh quỷ biến hình, cho nên anh muốn đến gặp Juni để điều tra thêm. Rất nhanh thanh niên FA đã có mặt tại tang lễ của Jonas để tìm Juni. Khi nhìn thấy Philo, Juni đã nhanh chóng ra ngoài gặp anh. Philo muốn Juni giúp sắp xếp các tàu di cư để đưa người tiên về vùng đất của họ. Như vậy vừa có thể giúp được người tiên mà còn loại bớt cái gai của những kẻ bài trừ dị tộc. Juni giờ đây là đại biểu trung lập trong quốc hội nên cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Vì vậy ông đã đồng ý sẽ đề xuất với quốc hội trục xuất người tiên về vùng đất của họ. Tối hôm đó, Philo đến thông báo tin vui này cho Vernie cùng Sona. Sở dĩ thanh niên FA làm như vậy là để giúp Vernie và Sona rời Bunhi an toàn. Khi Philo rời đi thì Sona khuyên Vernie nên đuổi theo, bởi vì Sona không muốn Vernie dày dứt nên muốn cô rủ Philo đến vùng đất tiên chung sống cùng. Nhưng lần này Vernie quyết tâm sống thật với giới tính của mình nên đã không đuổi theo. Vài ngày sau, Juni đã thành công đề xuất với quốc hội cung cấp hai tàu chở người tiên về vùng đất của họ. Đây là chuyến đầu tiên nên trẻ em, người già và phụ nữ được đi trước, trong đó có cả Vernie cùng Sona. Vì sắp được về quê hương nên gương mặt của ai nấy đều hớn hở. Còn Vernie trên đường ra cảng đã nhìn thấy Philo dõi nhìn mình từ xa mà không thể kiềm chế được giọt nước mắt, cho nên người đẹp đã quay lại gặp mặt anh nhỏ. Vernie muốn anh nhỏ đến vùng đất tiên chung sống cùng mình, cả hai sẽ xây dựng lại mọi thứ cùng một cuộc sống hạnh phúc. Nghe được những lời này, anh nhỏ đã đổi ý và đến bến cảng để rời đi. Nhìn thấy Philo có ý định lên tàu, John Quick giận dữ chạy đến chất vấn Philo không hề điều tra về nanh quỷ mà chỉ muốn rời đi đúng không. Philo không muốn nói dối người cộng sự tốt nhất của mình nên đã thú nhận. Anh khuyên John Quick nên từ bỏ người cảnh sát vì quá chính trực sẽ bị những kẻ gian xảo hãm hại. Nhưng John Quick rất có niềm tin với màu áo mình đang mặc nên khuyên Philo hãy suy nghĩ lại. Anh biết đa phần cảnh sát chỉ là đám sâu mọt, tuy nhiên John Quick vẫn sẽ kiên trì với công lý như bố anh đã từng làm. Nghe vậy anh nhỏ không còn lời nào để nói và chúc John Quick có cuộc sống tốt. Khi anh nhỏ rời đi được vài bước thì đã trông thấy Vernie từ xa. Đến đây anh nhỏ cùng Vernie nhìn nhau đắm đuối vì sắp có được tự do. Không vui mừng được bao lâu thì đám người quạ đen lại bay đến. Bọn chúng bay lên cao rồi thả bom tự chế xuống hai con tàu. Vụ nổ đã làm tàu cháy cùng rất nhiều binh lính bị thương. Thấy thế quân đội liền đóng cổng lại để tiêu diệt hội quạ đen. Một anh lính đang xả đạn cối vào quạ đen thì bất ngờ bị nanh quỷ chém chết. Nhìn thấy cảnh tượng này tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Còn nanh quỷ thì tiếp tục càng quét đến tiêu diệt đám binh lính dễ như thái rau. Súng đạn bình thường không thể làm gì được nanh quỷ, nó liên tiếp tàn sát rất nhiều người. Vernie biết Philo vẫn đang bị nhốt trong cảng nên quyết định bay đến để kiểm tra. Cùng lúc này John Quick phát hiện Ken đang chuẩn bị bom tự chế để tấn công. Anh lập tức rút súng ra khống chế kẻ khủng bố lại. Nhưng John Quick không ngờ rằng nanh quỷ đã xuất hiện sau lưng anh. Ken thấy đồng minh đã xuất hiện tự tin tăng 200% mà đốt quả bom. Đến đây John Quick nhận ra con quái vật đã đến sau lưng hỏi thăm sức khỏe của mình. Philo từ xa nhìn thấy nanh quỷ tiến về phía John Quick thì tức chạy đến. Tuy nhiên khi anh nhỏ đến nơi thì mọi thứ đã quá muộn. John Quick chỉ còn lại chút hơi tàn và dùng ánh mắt nói cho Philo biết hãy báo thù cho anh. Đúng lúc này Vernie cũng bay đến nơi. Cô khuyên Philo nên rời khỏi nơi này rồi tính tiếp. Nhưng đi một đoạn Philo đã quỳ xuống đất. Anh hét lên trong điên cuồng vì cái chết của người cộng sự tốt nhất. Nhìn thấy vẻ mặt đầy giận dữ của Philo, Vernie đã biết sự lựa chọn của anh gấu và gật đầu đồng ý. Thế là Philo quay lại bến cảng tìm manh mối để trả thù cho John Quick. Bên trong thành phố, mọi người cũng đã phát hiện sự cố từ ngọn lửa bốc lên. Thay thế ông anh họ Gia Can dẫn theo cô người yêu say A đến nhà SCU để chém gió xem chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ khi đến nơi cả hai lại phát hiện có Linh Gác đứng trước nhà. Gia Can lập tức tiến lại hỏi thăm đã có chuyện gì thì A Good mở cửa bước ra. Rất nhanh Im Morgan cũng bước đến. Say A nhìn thấy Im Morgan bên cạnh A Good thì đã hỏi SCU đang ở đâu. Im Morgan đáp rằng SCU đã mất và nắm tay A Good. Điều này khiến cặp tình nhân Gia Can vô cùng bất ngờ. Gia Can nói rằng nếu Im Morgan cần giúp gì thì hãy nói với anh ta. Sau đó Gia Can cùng Say A đã vội vã rời đi vì quá sốc. Thì ra vài ngày trước quân hiệp ước đã tấn công ngược lại Tân Bình Minh. Nhân cơ hội này ba người A Good, Im Morgan cùng SCU đã bỏ trốn. Họ tránh xa thành phố và đi ven theo tuyến đường chính trở về Bunki. Nhưng đi được một ngày đường thì đám lính hiệp ước lại hành quân ngang qua chỗ họ. Trước cơ hội này, SCU đã rút súng đe dọa A Good nên cút xéo vì đám lính hiệp ước sẽ giết người lai nếu phát hiện. Không còn lựa chọn nào khác, A Good đã phản công tước súng SCU. Tuy nhiên SCU lại cố gắng hét to để đám lính hiệp ước nghe được. Vì vậy, Im Morgan đã đến bịt miệng thằng anh trời đánh. Trước tình thế này SCU vẫn điên cuồng la hét. Thế nên Im Morgan đã bịt luôn lỗ mũi anh trai.
Kết quả là khi đám lính đi qua, Ezio cũng đã lên bàn thờ. Cứ thế Imogen tiếp tục hành trình trong sự day dứt, không ngờ rằng đi được nửa ngày đường họ đã bị quân cách mạng bắt được. Nguyên nhân là họ đã tìm thấy xác Ezio trên đường nên biết được hướng di chuyển của Agus cùng Imogen. Sau đó cặp đôi người và Jay được áp giải đến chỗ Diana. Bà ta cho Imogen biết quân hiệp ước một lần nữa đã bị tân bình minh đánh bại, cho nên Diana muốn Imogen cùng Agus trở về Vunghi làm sứ giả đàm phán hòa bình cho bà ta. Khi xong việc cả hai sẽ có được tự do. Cho nên sáng hôm nay Imogen, Agus cùng đàn em của Diana là Victor đã đi khí cầu đến Vunghi. Tiếp đón họ là Juni cùng thủ lĩnh của hai đảng đối lập. Do tân bình minh chưa được Vunghi công nhận nên quốc hội không muốn chính trị hóa buổi gặp mặt này. Vì vậy đại diện hai đảng muốn Imogen trực tiếp nói ý muốn của tân bình minh cho họ. Tuy nhiên Imogen là một quý tộc có ăn học đầy đủ, thế nên cô yêu cầu được đàm phán trực tiếp với quốc hội để chấm dứt việc buôn bán vũ khí giữa Bungi và quân hiệp ước. Mỗi công dân của Bungi đều có quyền trực tiếp đề xuất ý kiến của mình với quốc hội nên đại diện hai đảng không thể từ chối yêu cầu này. Đến đây Juni nói sẽ sắp xếp buổi gặp mặt chính thức cho Imogen. Trở lại với Philo, anh đã đi đến bến cảng để điều tra. Trung sĩ đầu moi khi thấy mặt của Philo đã lao đến tặng anh một trường. Trung sĩ đầu moi điên tiết đổ lỗi cho Philo đã gây ra cái chết của John Quick. Tuy nhiên Philo không phản bác và nói rằng nanh quỷ là một con đực, bởi vì con đực có răng cùng xương cột sống lớn hơn, chưa kể cách giết người của nó cũng khác con cái. Vì vậy đối tượng họ cần tìm là đàn ông. Đúng lúc này lại có tiếng cảnh báo vang lên. Philo cùng trung sĩ đầu moi chạy đến nơi thì có rất nhiều xác của thủy quân lục chiến trôi vào bờ. Đến đây Philo nhận ra trên hai con tàu chở người tiên còn có lính Bungi ẩn nấp trên đó. Lý do đã quá rõ ràng rằng quốc hội muốn tranh thủ cơ hội này chiếm lại vùng đất tiên. Đến tối, Verney giận dữ đến tìm Kane để chất vấn lý do phản bội tộc tiên, không ngờ rằng cô nàng quạ đen Temo ẩn nấp sau lưng đã đánh ngất Verney. Khi tỉnh dậy Verney nhận ra mình đã bị bắt đến nhà kho của đầu trâu. Giờ đây Kane bắt đầu giải thích rằng hội quạ đen phải tấn công con tàu trước khi có người tiên lên đó, bởi vì đó là con tàu đầu tiên đưa lính Bungi chiếm lại vùng đất tiên, còn việc đưa người tiên về nhà chỉ là vỏ bọc. Nhận ra người tiên đã bị lợi dụng, Verney cảm thấy rất cay cú. Đúng lúc này thì Diana xuất hiện. Bà ta nói hội quạ đen rất tin tưởng Vernie nên muốn cô tiếp tục lãnh đạo họ. Bên ngoài bến cảng, Juni đang thở dài đứng nhìn thi thể hàng trăm binh lính Bungi. Rất nhanh Philo cũng xuất hiện trách móc Juni đưa lính chiếm lại vùng đất tiên. Nghe vậy Juni chán nản trả lời đó là lý do có tàu đưa người tiên về nhà sớm như vậy, bởi vì trước đó quân đội cũng đã sẵn sàng chiếm lại thuộc địa của mình. Ông đã phải thỏa thuận những điều kinh tởm với đám chính trị gia rác rưởi để giúp người tiên rời khỏi nơi bị giam giữ. Dù vùng đất tiên có bị Bungi chiếm đóng thì cuộc sống của người tiên ở đó cũng tốt hơn nhiều so với phố tiên. Nhưng ý tốt của Juni giờ đây lại là nỗi ám ảnh của ông khi đã chỉ hoãn việc quân đội rời đi. Vì vậy cái chết của họ là một phần trách nhiệm lớn của Juni. Nghe được những lời này Philo đã an ủi ông chú. Anh tiếp tục suy luận rằng hội quạ đen đã biết chuyện này nên mới tấn công. Còn việc trước đó nanh quỷ giết con người và tiên là để họ mâu thuẫn với nhau. Đến đây Juni tiết lộ rằng gián điệp đã báo tin quân hiệp ước đang thất bại và sắp phải đầu hàng. Cho nên ông suy luận rất có thể tân bình minh đứng sau những sự việc vừa qua. Như thế nanh quỷ cũng chính là người của chúng. Quay trở lại với Sona, trong lúc ngủ say thì cô đã nghe được một âm thanh lạ. Người đẹp lập tức thức dậy để kiểm tra thì nhận ra âm thanh phát ra bên trong tấm gương. Không ngờ khi đang hóng hớt Sona lại bị kéo vào thế giới trong gương. Anh người sói đang ngủ say nên không hề phát hiện ra chuyện kỳ quái này. Bất ngờ một bàn tay thò đến hỏi thăm sức khỏe Sona. Đó chính là bà cô phù thủy Alphay. Bà ta nói rằng hành trình của Sona chỉ mới bắt đầu và truyền sức mạnh cho cô. Điều này khiến tấm gương vỡ nát và anh sói đã tỉnh dậy. Nhưng khi chạy đến bên Cleus thì một mảnh kính vỡ đã đâm vào chân khiến Darius hóa sói. Thấy thế Sona đã dùng sức mạnh mới của mình khống chế việc Darius biến hình lại. Còn tại nhà kho của đầu trâu, Diana đang truyền bá tư tưởng cách mạng cho Vernie. Tuy nhiên Vernie thì méo quan tâm đến cái tư tưởng này. Cô nghe Diana sẽ giúp tộc tiên của cô được tự do nên mới đồng ý hợp tác với bà ta. Sau đó Vernie đến xin lỗi Kane vì đã nghi oan cho anh ta. Nhưng Vernie không hề tán thành việc nanh quỷ giết nhiều người như thế. Kane cũng có đồng quan điểm với Vernie. Tuy nhiên nanh quỷ ở cùng phe với tộc tiên vẫn tốt hơn đối với họ. Đến đây Vernie hỏi nanh quỷ là ai. Kane đáp rằng nanh quỷ có thể là bất cứ người nào. Còn đáp án chính xác chỉ có Diana nắm rõ. Cùng lúc này, Philo đã đến chỗ Sona. Anh muốn Sona chỉ vị trí nanh quỷ sẽ xuất hiện trong ảo cảnh lần trước để phục kích nó. Khi biết được vị trí nanh quỷ xuất hiện, Philo phân công nhiệm vụ rằng anh sẽ đánh lạc hướng nó lúc nó đến đây. Nhân lúc đó Darius sẽ dùng súng đại liên bắn nó. Nhưng để biết chính xác thời điểm nanh quỷ sẽ đến, Philo yêu cầu Sona phải dùng năng lực của mình nhập vào đầu nó để dụ nó đến đây. Nghe vậy Sona đã chốt kèo chơi lớn với Philo. Tuy nhiên cô cần Philo phải cung cấp lông, răng nanh hay bất cứ thứ gì đó trên cơ thể nanh quỷ. Thế là Philo đến đồn cảnh sát cùng trung sĩ đầu moi để lấy răng nanh quỷ từ thi thể John Quick. Tiếp đó anh yêu cầu trung sĩ đầu moi phải cung cấp một khẩu đại liên cho mình để tiêu diệt nanh quỷ. Tại trung tâm thành phố, Juni đã dẫn thêm 500 đàn em đến bắt Victor, Imogen cùng Agus. Nghe mình bị tuyên tội khủng bố, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để chống phá nhà nước, Imogen nói cô và Agus không hề biết gì cả. Rất có thể các vụ tấn công vừa rồi là do tân bình minh làm.
Cặp tình nhân đã chứng kiến cảnh Tân Bình Minh giết hại người của mình vì không nghe lệnh, nên đã khuyên Victor bỏ gian tà theo chính nghĩa nếu muốn sống. Nghe vậy Victor đã nhanh chóng đồng ý. Anh ta nói mình sẽ viết thư cho tổ chức để ngăn cản cuộc tấn công tiếp theo. Chắc chắn Tân Bình Minh sẽ đồng ý để đổi lấy hòa bình cho hai quốc gia. Nhưng khi viết xong thư, Victor lại yêu cầu Agus phải tự tay giao đến phố tiên. Lý do đưa ra là người của hắn ta biết Agus nên sẽ tin tưởng bức thư này là do hắn viết. Thấy thế Juni đã rời đi với nụ cười thỏa mãn. Ông không quên ra lệnh cho đàn em theo dõi Agus sẽ đi đâu. Còn Agus sau đó đã đi đến quán bar tại phố tiên theo chỉ dẫn của Victor. Khi đến nơi thì gián điệp của Juni cũng đã bám theo sau. Pony giờ đây đã gia nhập Tân Bình Minh nên được nhiệm vụ tiếp dẫn Agus. Cô nói Agus đã bị theo dõi và yêu cầu anh ta đi theo mình. Tên gián điệp thấy thế cũng mon men theo thì bị tên mời ở lại uống bia. Rất nhanh sau đó, Pony đã đưa Agus đến nhà kho của đầu trâu. Tại đây hai tên đàn em của Diana đã dẫn Agus đi. Khi Diana đọc được bức thư của Victor, bà ta nói Agus cùng Imogen đã quá sai. Thì ra trong thư Victor nói Imogen đã phản bội và sẽ không phát biểu trước quốc hội. Vì thế bà ta ra lệnh cho đàn em bắt Agus đi tra tấn. Một lát sau, Juni vô cùng tức tối vì sự trở lại của anh gián điệp mà ai cũng biết là gián điệp. Juni lập tức báo việc này cho lãnh đạo hai đảng biết. Họ cũng vô cùng tức giận vì kế hoạch theo dõi thất bại. Cho nên Sanchez ra lệnh xử tử Imogen cùng Agus. Còn ông chú da đen đảng đối lập thì ra lệnh san bằng phố tiên để loại bỏ tất cả đồng đảng của Tân Bình Minh. Nghe vậy Juni vội vàng khuyên hai ông chú tuổi già chưa trải sự đời không nên làm thế. Nếu có chiến tranh trong nước thì kết cục bầu cử sắp tới không cần nói cũng biết kết quả. Hai ông chú cáo già nghe được những lời này đã lập tức quay xe 180 độ rằng việc san bằng phố tiên chỉ là đùa thôi. Họ sẽ đồng ý lắng nghe Imogen trình bày ý kiến của Tân Bình Minh trước quốc hội. Đến tối, Imogen đang thấp thỏm lo cho Agus thì một chiếc hộp đã được gửi đến nhà cô. Victor lấy chiếc hộp vào trong và đưa cho Imogen xem. Không ngờ bên trong lại là chiếc sừng của Agus khiến Imogen sợ xanh mặt. Đến đây Victor đe dọa Imogen phải phát biểu trước quốc hội theo những lời Diana đã dặn dò. Nếu không bà ta sẽ giết Agus. Còn tại quán bar của đám da trắng thượng đẳng, tên cảnh sát Abed nói trung sĩ đầu moi đã phản bội hội vì liên tiếp giúp đỡ Philo. Cho nên giờ đây hắn sẽ thành chủ hội và lãnh đạo mọi người triệt tiêu đám dị tộc. Sau khi chém gió xong thì Abed đã say khướt và ra ngoài cho chó ăn chè. Đúng lúc này Bernie, Ken và Temo bay đến. Bernie nghĩ Diana cử cô đến đây để hù đám da trắng thì Ken lại đưa cho cô một chai bom xăng. Biết ý định của Ken và Temo là giết những người bên trong thì Bernie đã phản đối. Tuy nhiên Temo cùng Ken không hề nghe theo mà lạnh lùng ném bom xăng vào trong. Rất nhanh ngọn lửa đã bùng lớn cắt đứt đường ra. Cứ thế đám da trắng thượng đẳng chưa kịp bài trừ dị tộc đã bị quả báo. Nhưng tên khốn nạn Abed lại thoát chết vì ra ngoài cho chó ăn chè. Sáng sớm hôm sau, trung sĩ đầu moi đã mang súng đại liên đến cho Philo. Anh nhỏ lập tức mang nó về nhà Alphay bố trí mai phục. Còn Sona thì đã vẽ xong vết máu tử thần trên mặt để chuẩn bị chơi tất tay với nanh quỷ. Cô bắt đầu bỏ răng nanh quỷ vào chậu máu và đọc thần chú. Rất nhanh thần chú đã có tác dụng. Sona nhìn thấy trong mắt nanh quỷ cảnh tượng Juni đang tiếp đón sứ đoàn Liên Quốc. Ngay lúc đó nanh quỷ đã phát hiện ra Sona và quay ngược lại vào gương. Hắn ta cũng có khả năng tâm linh nên đã phát hiện Sona đang nhìn trộm. Sona nhanh chóng báo việc nanh quỷ chính là mưu sát cho Philo. Biết được điều này, Philo lập tức lên đường đến quốc hội để cảnh báo. Cùng lúc này, Abed đã kéo hết hội da trắng thượng đẳng đến bao vây phố tiên nhằm trả thù. Còn Bernie cùng Ken đã về phố tiên theo đường khác để báo cáo tình hình cho Diana. Không ngờ vừa đến nhà kho người đẹp đã rất sốc khi thấy Agus bị treo ngược và cắt đứt sừng. Đến đây cô đã có suy nghĩ khác về Diana. Còn kế hoạch của Diana chính là dụ đám da trắng thượng đẳng vào phố tiên để tiêu diệt chúng. Trong khi đó Mozart sẽ hóa nanh quỷ tàn sát ở quốc hội để cho Bungie náo loạn. Sau đó quân đội của bà ta sẽ bắt đầu trà trộn vào và đánh chiếm Bungie. Bên trong quốc hội, Juni đã đưa Mozart cùng tướng quân đến phòng chờ. Đại diện quân hiệp ước sẽ được phát biểu sau bài phát biểu của Imogen. Khi thấy Mozart đến, Victor đưa cho Imogen một bài diễn văn và yêu cầu cô phát biểu theo nó. Imogen bắt đầu tập đọc bài phát biểu để cứu lấy mạng Agus. Trong lúc đọc, cô lại phát hiện Victor cùng Mozart nhìn nhau như thầy quen biết từ trước. Giờ phút này toàn bộ đại biểu quốc hội đã có mặt. Đại diện hai đảng muốn Juni mời Imogen lên phát biểu nhanh để tiết kiệm thời gian. Thế là Juni nhanh chóng đi đến chỗ Imogen. Khi thấy Juni đến, Imogen đi theo ông rồi giả vờ ngất xỉu. Thấy thế Juni yêu cầu Victor lấy giúp cốc nước cho Imogen. Tranh thủ cơ hội này, Imogen báo với Juni rằng Victor cùng Mozart quen biết nhau và đang có âm mưu gì đó. Đến đây Juni nói rằng Imogen có thể nghỉ đôi chút để hồi phục lại sức lực. Tiếp đó ông bắt chuyện với Mozart và hỏi lý do hắn ta làm việc cho Tân Bình Minh. Biết mình đã bị bại lộ, Mozart nói rằng quân hiệp ước chắc chắn sẽ thất bại nhưng sẽ chiến đấu đến người lính cuối cùng. Đó là việc vô nghĩa cho nên hắn sẽ ủng hộ hiệp ước hòa bình của Tân Bình Minh trong buổi phát biểu. Nghe vậy Juni cũng gật đầu với Mozart, tuy nhiên ông không hề tin lắm những lời hắn ta nói. Bởi vì nếu làm như vậy thì Mozart sẽ bị quân hiệp ước tử hình trước tiên. Quay trở lại phố tiên, cảnh sát đã sắp không ngăn nổi đám da trắng thượng đẳng. Thấy thế Diana liền phân phát súng cho mọi người để chuẩn bị phục kích đám da trắng. Vì thế mà tất cả nhân sự đã tập trung đến chỗ bà ta. Nhân cơ hội này Agus đã kéo đứt dây trói bỏ trốn. Còn bên ngoài phố tiên, tên Abed đã mất kiên nhẫn và đến cạch mặt trung sĩ đầu moi.
Hắn ta đe dọa nếu trung sĩ đầu môi cản đường thì cảnh sát sẽ phải đổ máu đầu tiên. Đứng trước sự uy hiếp cái mạng nhỏ của mình, trung sĩ đầu môi đã ra lệnh cho đàn em mở cửa. Abed lập tức gào hét cho 500 anh em hội thượng đằng cầm vũ khí tiến vào phố tiên. Đám khốn nạn tiến vào giết chết tất cả người tiên vô tội xuất hiện trên đường chúng đi. Rất nhanh Ken cùng Bernie đã xuất hiện tiễn một tên da trắng thượng đẳng lên bàn thờ. Abed nhận ra Ken cùng Bernie đã giết đồng đội của hắn tối hôm qua nên ra lệnh cho tất cả đuổi theo. Nhưng đám thượng đẳng này không biết rằng chúng đang chạy vào trận địa mai phục. Đúng lúc này Philo đã chạy đến quốc hội. Anh nhanh chóng đưa thư tiến cử của Juni cho chỉ huy và thông báo nanh quỷ đang bên trong tòa nhà. Tuy nhiên quân đội không được bật báo động mà phải lặng lẽ tiến vào. Còn bên trong quốc hội, Juni không nhận ra nguy hiểm nên đã cho Imogen lên phát biểu. Khi mọi người vừa xuất phát thì Philo đã đi vào trong gặp Juni. Muzak nhận thấy có điều không ổn nên đứng lại để nghe ngóng. Philo nghĩ Muzak ở xa không nghe được nên đã nói nhỏ với Juni rằng hắn ta chính là nanh quỷ. Không ngờ tên Muzak lại thật sự nghe được và nở một nụ cười thâm thúy. Hurley không biết điều này mà quay lại gọi Muzak thì bị hắn ta đâm xuyên bụng. Giờ đây Muzak đã không còn gì để giấu nên nhanh chóng biến thành nanh quỷ. Tuy nhiên hắn ta không tấn công Philo mà chạy đến để tàn sát quốc hội. Nhưng vì có binh lính mai phục sẵn nên nanh quỷ đã bị cản đường. Philo tức tốc chạy đến quốc hội cản nanh quỷ tiến vào trong. Đám nghị sĩ thấy thế đã nhanh tay chốt cửa lại. Không ngờ nanh quỷ quá mạnh đã đẩy văng cánh cửa. Khi nó sắp vào được bên trong thì Philo đã nổi tiếng chọc chó. Cảm thấy mình bị gãi ngứa nên nanh quỷ đã quay lại tát Philo sấp mặt. Trong lúc Philo sắp bị làm thịt thì tiếng hét của Zona lại vang lên trong đầu nanh quỷ. Thì ra người đẹp đang dùng năng lực ngoại cảm của mình để khống chế nó. Cảm thấy nguy hiểm nên nó đã bay đi tìm Zona. Còn Zona sau một pha chọc chó thành công đã nhận ra mình vừa chơi khôn. Diana nhìn thấy nanh quỷ bay đến đây thì biết kế hoạch đã thất bại. Thấy thế Vernie vô cùng hốt hoảng và quay xe đi tìm Zona. Diana biết Vernie sẽ cản nanh quỷ nên nổ súng bắn cô nhưng không thành. Nghe tiếng súng quân cách mạng đồng loạt xả mưa đạn vào đám da trắng thượng đẳng. Cứ thế quả báo đã tìm đến từng tên giống loài tối thượng. Cùng lúc này nanh quỷ đã tìm đến chỗ Zona. Giờ phút này người đẹp nhận ra đời không còn gì để chán, nên cô bước ra ngoài làm cho nanh quỷ phải chán mình. Bất ngờ trong lúc đấu nội công với anh quỷ thì Darius đã hóa sói lao đến. Zona thấy thế rất lo lắng cho anh sói nên tiến lại để kiểm tra. Nhưng rất nhanh nanh quỷ đã ném anh sói bay ra ngoài. Nhìn thấy anh bạn tốt mới quen bị thương rất nặng, Zona nổi máu điên dùng hết những gì mình có để liều mạng với nanh quỷ. Tuy nhiên năng lực của cô chỉ ném được nanh quỷ bay đi chứ không hề gây ra sát thương chí mạng nào cho nó. May mắn trong lúc Zona sắp kiệt sức thì Vernie đã xuất hiện. Người đẹp dùng đốt lửa đập thẳng vào mồm lèo của nanh quỷ. Bị đánh đen mặt, nanh quỷ cay cú trả lại cho Vernie một tát. Vừa mới đắp kem trộn xong mà thành thế này nên nó truy sát Vernie để trả đũa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì anh nhọ đã đến kịp bắn vào miệng nanh quỷ. Tuy nhiên nó cũng nhanh tay ôm anh vào lòng. Không ngờ hào quang của anh nhọ quá rực rỡ đã bắn xuyên đầu nanh quỷ. May mắn nó chưa kịp cạp anh nhọ cái nào nên anh vẫn còn toàn thây. Nhưng Darius không may mắn như vậy. Anh ấy đã bị nanh quỷ cào xuyên người và đang lên cơn hấp hối. Zona biết không thể giúp được gì nữa nên đến bên cầu chúc cho Darius những điều tốt đẹp. Philo cũng tiến đến bên cạnh người bạn tốt nhất của mình. Đến đây Darius chúc mừng Philo đã tiêu diệt được nanh quỷ. Nếu có kiếp sau thì cả hai vẫn mãi là anh em. Nói dứt câu Darius đã ra đi mãi mãi. Còn Philo thì vô cùng đau lòng vì một người bạn nhậu nữa đã sang thế giới bên kia. Sau đó anh nén lại sự đau thương và đến kiểm tra sức khỏe cho nóc nhà. Bernie nói mình vẫn còn khỏe và thú nhận với Philo rằng cô đã yêu Zona trở lại. Nghe vậy Philo không hề ngạc nhiên vì anh đã nhận ra điều đó từ lâu. Cho nên anh nhọ chỉ biết chúc phúc cho nóc nhà của mình với Zona. Một lát sau, Philo kéo xác nanh quỷ ra ngoài. Thấy thế Temo đã giận dữ nhắm bắn anh nhọ. Nhưng Diana biết hy vọng của mình đã chết thì cản Temo lại và ra lệnh cho các đồng chí cách mạng tạm thời rút lui. Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Không ngờ rằng khi Temo hộ tống Diana rồi đi thì Agus đã chặn đường. Temo tuổi trẻ chưa trải sự đời lao vào kiếm sạo thì Agus đã tặng cho ả một viên kẹo đồng. Agus nói rằng con đường cách mạng của Diana đã chấm dứt tại đây. Nghe vậy Diana đáp rằng điều đó không quan trọng, bởi vì tư tưởng cách mạng của bà ta đã được lan truyền. Nói dứt câu Diana tự đưa dao lên cổ để đăng xuất khỏi trái đất. Đúng lúc này cảnh sát đã ập vào trong thu dọn tàn cục. Tuy nhiên tên Abed vẫn chưa chết mà núp sau lưng bắn lén Philo để xả cơn tức. Nhưng quả báo đến rất sớm. Trung sĩ đầu mo bên cạnh đã bắn vỡ đầu Abed để chuộc lại lỗi lầm. 2 tháng sau, người tiên đã được đưa về vùng đất tiên. Vì thế mà mục tiêu chính trị của Juni đã hoàn thành nên ông quay lại công việc diễn kịch cùng yêu tinh của mình. Còn anh nhỏ thì đã bình phục và giờ đây thân thế con trai cả Asylum đã được sáng tỏ. Cho nên quốc hội đã triệu kiến Philo để làm thủ tướng cho đến hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên anh nhỏ đến quốc hội chỉ để nói cho họ biết rằng người và tiên là bình đẳng. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu bờ. Cho nên nếu quốc hội không sớm thay đổi thì chỉ có đường cặp đất mà ăn. Nhờ những lời phát biểu của Philo mà tư tưởng của toàn bộ người dân đã thay đổi. Cặp đôi Imogen cùng Agus đã được tự do tổ chức lễ cưới trước tất cả mọi người. Ở diễn biến khác tại vùng đất tiên, Pháp sư Mima đang chủ trì lễ kết hôn cho Vernie và Zona. Cả hai đều cắt búa tóc định tình của mình và trao cho đối phương. Sau đó là bay lên không trung hôn hít nhau cực kỳ lãng mạn. Đây cũng là cảnh anh nhọ không muốn thấy nhất. Vì thế anh nhọ quyết định rời Bunki để tìm một nửa khác cho mình. Kết thúc trọn bộ ở đây nhé mọi người.
Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.